xin chào mọi người, cả nhà ơi. Hôm nay lên chơi với em nha mấy chị yêu ơi. Hôm nay em tặng quà cho mấy chị nha. Mấy chị tặng rất là nhiều quà luôn nha mọi người ơi. Lên chia sẻ like này giúp em với mấy chị yêu ơi. Hello mọi người nha. Hôm nay là shop em sẽ tặng quà cho mấy chị nha. Tặng rất là nhiều phần quà luôn. Sẽ tặng 100 phần máy thư giãn này cho mấy chị yêu nào mà đang xem like và chia sẻ like này cho em nha mấy chị nha. Bên em sẽ có người kiểm tra, nếu mà chị nào chia sẻ em sẽ tặng ngay trên live stream này luôn nha mọi người nha. Hello chị Hà Châu Nguyễn nha. Hello mọi người. Mọi người đang nào mà đang theo dõi live stream của em ngày hôm nay thì nhớ chia sẻ like để được có quà nha mấy chị nha. Chị nào mà chia sẻ vào trang Facebook của mình, mỗi chị chia sẻ vào trang cá nhân của mình giúp em vài lần nha mấy chị nha. Mỗi chị chia sẻ giúp em 3-4 lần vào trang cá nhân thì hôm nay em sẽ tặng kèm 100 suất máy thư này cho mấy chị yêu nào đang xem live stream nha mấy chị nha. Em sẽ tặng 100 suất máy thư và tóc cột rất là nhiều luôn. Hôm nay em chỉ tặng cho mấy chị yêu thôi ạ. Hello mọi người nha, chị nào mà hôm nay mà không xem cái live stream này của em thì rất là tiếc luôn. Tại vì hôm nay em chỉ tặng quà cho mấy chị thôi ạ. Nhanh tay vào chia sẻ live stream này giúp em với mấy chị ơi. Chia sẻ để được tặng kèm máy thư nha. Mỗi chị chia sẻ vào 3-4 lần vào trang cá nhân của mình, em sẽ tặng kèm quà cho mấy chị nha. Em sẽ có đội ngũ nhân viên kiểm tra, nếu mà chị nào đã chia sẻ là em sẽ đọc tên và báo tặng quà cho mấy chị ngay trên live này luôn nha. Chị nào được em đọc tên báo tặng quà thì inbox vào Facebook để bên em gửi quà cho mình nha mấy chị yêu ơi. Rồi em xin tặng cho chị BB nha. Chị BB đã chia sẻ vào 2 lần trang cá nhân đây ạ. Đây đã chia sẻ vào trang cá nhân thì em sẽ tặng cho chị BB một suất máy thưa nha mấy chị ơi. Chị nào nhanh tay chia sẻ để em tặng 100 suất máy thưa cho mấy chị ngay ngày hôm nay ạ. Hôm nay em sẽ tặng quà cho mấy chị không bán nha mấy chị nha. Chia sẻ vào trang Facebook của mình nha mấy chị ơi. Chia sẻ vào trang Facebook để được tặng quà nè. Xin chúc mừng chị BB đã được một máy thưa nha. Rồi chuẩn bị tới lượt chị khác nữa nè. Nhanh tay chia sẻ của em đi mấy chị ơi. Rồi đây nhanh tay nè, chị An Lê nè, xin chúc mừng chị An Lê nữa nha. Một suất máy thưa cho chị An Lê nè mấy chị ơi. Máy thưa này của shop em nè. Hôm nay chị nào chia sẻ cho em vào trang Facebook của mình 3-4 lần thì bên em sẽ tặng một suất máy thưa cho mình nha. Đây nè, chị Trang Lê đã chia sẻ của em mấy lần luôn ạ, đã được phần quà rồi nha. Rồi nhanh tay chia sẻ cho em đi mấy chị ơi, mỗi chị chia sẻ vào Facebook giúp em nha. Rồi chị An Lê ơi, inbox vào Facebook để em tặng quà cho mình nha chị An Lê nha. Đây máy thưa rất là xinh luôn. Thì lát em tặng máy thưa xong rồi em sẽ qua tặng tóc cột nha mấy chị nha. Hôm nay thì em sẽ tặng cho mấy chị yêu thôi, không bán luôn nha mấy chị yêu ơi. Nhanh tay chia sẻ like này giúp em. Hôm nay chị nào mà không xem like này của em rất là uổng luôn ạ. Không xem like này của em rất là tiếc nha mấy chị nha. Chia sẻ lên like là em sẽ tặng kèm máy thư cho mình nha mấy chị yêu ơi. Nhanh tay chia sẻ cho em đi nè. Rồi ok nè. Ok bạn nha, mình sẽ tặng cho bạn bạn Bình nè. Rồi bạn bạn Bình ơi, chuẩn bị mình sẽ vào Facebook kiểm tra của bạn bạn Bình, mình sẽ tặng cho bạn yêu luôn nha. Một suất máy thư cho bạn bạn Bình, inbox liền vào Facebook cho mình nha bạn yêu ơi. Rồi nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Tặng ngay một chiếc máy thư như thế này rất là xinh luôn ạ. Máy thư xong rồi sẽ qua tóc cột nha. Rồi ok, tới lượt chị ạ. Xuân Bình Phạm nè, em sẽ tặng cho chị yêu một suất máy thư luôn nè chị yêu ơi. Nhớ là chia sẻ like này giúp em nè đó. Chị nào đã chia sẻ là em đã tặng quà cho mình nha mọi người ơi. Mấy chị ơi đây ạ, rất là nhiều luôn. Chị này đã chia sẻ cho em nè. Nhanh tay chia sẻ like này mạnh tay cho em đi mấy chị. Chị nào mà không chia sẻ xem like ngày hôm nay rất là tiếc luôn nha mọi người ơi. Nhanh tay chia sẻ để được em tặng máy thưa nha mấy chị. Máy thưa rất là xinh luôn đúng không ạ. Hôm nay em tặng rất là nhiều suất luôn, 100 suất máy thưa cho mấy chị nào đang xem like và chia sẻ like này cho em nha mấy chị nha. Đã tặng quà rồi, nhanh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Lát nữa em sẽ qua tặng tóc cột nữa nha mấy chị. Cực nhiều mẫu để tặng cho mọi người luôn nha. Hôm nay em sẽ tặng cho mấy chị yêu không bán nha. Nhớ là chia sẻ like này giúp em và chia sẻ vào trang Facebook của mình thôi, rất là dễ luôn đúng không ạ. Chỉ cần mỗi chị chia sẻ vào trang Facebook của mình 2-3 lần giúp em thì bên em sẽ tặng quà cho mình nha. Rồi chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Nhanh tay đi mấy chị yêu ơi. Rồi nhanh tay đi mấy chị yêu ơi. Rồi chị Trần Linda nè, chị Trần Linda nè, đây nha. Trần Linda nha, em đã tặng cho chị một suất máy thư nha mấy chị ơi. Một chiếc máy thư trị giá của bên em nè, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Một chiếc máy thư cho chị nào mà hôm nay chia sẻ vào trang Facebook của mình 3-4 lần giúp em rất là dễ luôn. Chỉ cần chia sẻ vào trang Facebook thôi thì mấy chị yêu sẽ được một chiếc máy thư như em đang xài, rất là xinh nha. Hôm nay em tặng quà nè. Rồi chị Trần Linda ơi, inbox vào ngay Facebook giúp em để em tặng quà cho mình nha mấy chị yêu ơi. Chị nào đã chia sẻ đâu ạ? Đã chia sẻ Facebook này của em đâu ạ? Rồi
Ok bạn nha, mình đã tặng cho bạn rồi nha bạn yêu ơi. Bạn bạn mình inbox cho mình nha. Bạn nào hôm nay mình được đọc tên tặng quà nhớ inbox vào Facebook giúp mình nha. Một chiếc máy thu như thế này rất là trẻ trung luôn. Nhớ chia sẻ thiệt nhiều giúp em thì chuẩn bị em sẽ lên tặng tóc cột nữa. Tặng xong 100 suất máy thưa rồi em sẽ qua tóc cột nha. Máy thưa này rất là xinh luôn nè mấy chị yêu ơi. Chị nào thích máy thưa này cực kỳ xinh nha mấy chị nha. Đây rất là trẻ trung luôn nha. Rồi chị nào đã chia sẻ rồi ạ, chuẩn bị em sẽ bên em đang có hệ thống kiểm tra nha. Kiểm tra xong rồi thì em sẽ báo cho mấy chị yêu đọc tên ngay trên live luôn nha. Chị yêu nào chia sẻ cho em đi ạ, chia sẻ mạnh tay để em tặng máy thưa nha mấy chị ơi. Rồi đúng rồi, được rồi nha bạn yêu ơi. Bạn yêu nào chia sẻ like này vào trang Facebook của mình thôi, chỉ cần chia sẻ vào trang của mấy chị thôi, trang cá nhân của mình từ 3 tới 4 lần giúp em thì bên em sẽ tặng kèm cho mấy chị một chiếc máy thưa như thế này, rất là xinh luôn đúng không ạ. Em chỉ tặng cho mấy chị thôi, không bán nha mấy chị nha, chỉ tặng thôi không bán. Nhanh tay chia sẻ like này giúp em ạ. Rồi chia sẻ 2-3 lần giúp em nha, chuẩn bị em đọc tên của mọi người nữa nha. Tóc cột là hôm nay lát em cũng tặng tóc cột luôn nha mấy chị nha. Nhanh tay chia sẻ livestream này giúp em nè mấy chị ơi. Đây tóc cột này đẹp ghê chưa. Đó rất là nhiều mẫu luôn. Hôm nay em sẽ tặng thôi không bán nha. Nhớ chia sẻ like này giúp em nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ đọc tên của chị này đã chia sẻ nè. Rồi chị Khuyết Băng ơi, em tặng cho chị Khuyết Băng một phần máy thưa nha chị yêu ơi. Đây một phần máy thưa của chị lúc Khuyết Băng đã chia sẻ nè. Đó mấy chị thấy không, chị Khuyết Băng đã chia sẻ like này của em nha. Mấy chị ơi nhanh tay chia sẻ giúp em nè, chị Khuyết Băng nhớ inbox vào Facebook giúp em nha chị Khuyết Băng nha. Rồi tặng cho chị Khuyết Băng nè, còn chị nào đã chia sẻ nữa không ạ? Nhanh tay chia sẻ đi, chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình thôi thì em sẽ đọc tên tặng quà nha mấy chị nha. Chia sẻ vào trang cá nhân thôi là đọc tên tặng quà nha mọi người ơi. Rồi em sẽ tặng cho chị Hiền Hiền một suất nữa nè chị Hiền Hiền ơi. Rồi bên em sẽ kiểm tra cho chị Hiền Hiền nha. Chị Hiền Hiền được em tặng một suất nè, nhanh tay inbox Facebook để em tặng quà cho mình nha chị yêu ơi. Một chiếc máy thưa trị giá là, chị giá của bên em rất là xinh luôn nè, nhanh tay chia sẻ nha mọi người ơi. Rồi tặng thêm cho bạn một bạn Ly Nguyễn nữa nha, đã chia sẻ like nè, nhân viên em kiểm tra nè. Em sẽ kiểm tra hết tất cả các chị nha. Chị nào mà chia sẻ vào trang Facebook của mình 3 tới 4 lần thì shop em sẽ tặng kèm một chiếc máy thưa như thế này, rất là xinh luôn ạ. À, tặng máy thưa xong sẽ qua tặng cột và ngoặm nha mấy chị yêu nha. Rồi 100 phần máy thưa cho chị nào chia sẻ nè. Rồi chị Ly Nguyễn đã chia sẻ nè, chị yêu ơi inbox để em tặng quà cho mình nha. Chia sẻ rất là nhiều luôn, chia sẻ nhiệt tình cho em nha. Hôm nay em chỉ tặng thôi không bán nha mấy chị. Tặng máy thưa thôi không bán nha. Tặng máy thưa ngay trên live ngày hôm nay không bán nè. Chị Ly Nguyễn inbox cho em nha chị yêu ơi, inbox liền giúp em để bên em tặng quà cho mình nha chị yêu ơi. Rồi ok nè, chị nào đã chia sẻ rồi đâu ạ? Chia sẻ mạnh tay cho em nha. Nhớ là chia sẻ vào trang Facebook của mình 3 tới 4 lần giúp em để bên em sẽ tặng quà cho mấy chị. Hôm nay em chỉ tặng máy thưa thôi, em không bán nha mấy chị nha. Không xem like ngày hôm nay rất là uổng luôn nha mấy chị. Rồi, chia sẻ liền cho em nha. Rồi ok nè chị ơi, chị Lê Cho nè nha. Em tặng một suất cho chị Lê Cho một chiếc máy thưa nữa nha chị yêu ơi. Đây nè, chị đã chia sẻ like này cho em nè. Đó, chị nào chỉ cần chia sẻ thôi là em tặng quà cho mình nha mấy chị. Nhớ chia sẻ, chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình 3 tới 4 lần thôi thì bên em sẽ tặng kèm quà cho mấy chị yêu. Nhanh tay chia sẻ like này nha mọi người nha. Trời ơi quá đã luôn, chỉ cần chia sẻ cái là có quà thôi mấy chị, quá đã luôn đúng không ạ? Khỏi phải tốn tiền mua luôn, chia sẻ cái là em tặng quà cho mấy chị nha. Tại vì hôm nay là em chi ăn khách hàng cho mấy chị yêu nên em chỉ tặng quà cho mọi người thôi nha mấy chị nha. Em chỉ tặng quà máy thưa cho mấy chị ngay trên live ngày hôm nay. Nhanh tay chia sẻ mạnh tay giúp em nè, chia sẻ để em tặng quà cho mấy chị nha. Rồi nhanh tay đi mấy chị ơi. Đây xinh ghê chưa nè. Đó. Rồi bên em đang kiểm tra nữa nha. Chị nào đã chia sẻ bên em sẽ đọc tên ngay trên live để tặng quà luôn cho mấy chị yêu. Rồi chị Phương Nguyễn nè. Chị Phương Nguyễn ơi, bên em sẽ tặng cho chị Phương Nguyễn một suất nữa nha chị nha. Rồi chị Phương Nguyễn một suất inbox vào Facebook để em tặng kèm một chiếc máy thưa này nha chị Phương Nguyễn nha. Rồi chị Phương Nguyễn sẽ được một suất nữa nè. Rồi tiếp tục nha mọi người nha. Tiếp tục nè. Đây tiếp tục nè, đây là chị Lê Cô nè, một chiếc máy thưa nha. Một chiếc máy thưa luôn, máy thưa xong em sẽ qua cột nữa nha mấy chị. 100 suất máy thưa cho mấy chị luôn. 100 suất máy thưa đã nha. Rồi chuẩn bị em lát nữa xong 100 suất máy thưa em sẽ qua tóc cột nữa nha mấy chị nha. Tặng rất là nhiều cho mấy chị luôn, chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình. Mỗi chị chia sẻ giúp em 3 tới 4 lần vào trang cá nhân giúp em nha mấy chị nha. Rồi đây đây chị này đã chia sẻ rất là nhiều lần cho em luôn nè mấy chị yêu thấy không ạ? À? Đó
đã chia sẻ cho em rồi nè, chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân là có quà nha. Rồi chị Lê Cô ơi, inbox vào ngay Facebook giúp em nha chị Lê Cô nha. Inbox vào Facebook em sẽ tặng một phần máy thưa nha chị yêu ơi. Rồi quá đã luôn đúng không ạ? Nhanh tay chia sẻ này đi mấy chị ơi, em tặng 100 suất máy thưa cho mấy chị nha. Chia sẻ để mọi người cùng vào chơi và được tặng quà ngay hôm nay đi mấy chị ơi. Lâu lâu thì shop em mới có chương trình tặng quà cho mấy chị, nên là nhanh tay chia sẻ like này để em tặng quà cho mình nha mấy chị nha. Không chia sẻ like này không được tặng quà, rất là uổng luôn ạ. Hôm nay mấy chị không xem cái like này rất là tiếc cho mấy chị nha. Tại hôm nay là em chỉ tặng quà cho mấy chị thôi nha. Tặng cái phần nào em tặng là em không bán nha mấy chị. Máy thưa rất là xinh luôn nè. Đó, mấy chị thấy không? Cực kỳ xinh, em có tới 3 màu lận. Nên là tóc của mấy chị màu nào thì em sẽ tặng kèm mái thưa màu đó cho mấy chị luôn. Màu đen, nâu vàng, nâu sô-cô-la nha. Chỉ cần chia sẻ là có một chiếc mái thưa rất là xinh luôn ạ. Chia sẻ cho em đi mấy chị ơi, chia sẻ mạnh tay giúp em nè. Rồi bên nhân viên em đang kiểm tra chuẩn bị em đọc tên nữa nha. Rồi em chẳng tặng cho chị Jenny Bùi một suất nè chị yêu ơi, đã chia sẻ nha. Chị Jenny Bùi ơi, inbox Facebook cho em đi chị. Inbox để em tặng quà cho chị Jenny Bùi nha chị ơi. Em đọc tên chị nào nhớ inbox cho em nha. Em đọc tên chị nào nhớ inbox cho em nha. Chị Jenny Bùi nè, bên em có nhân viên kiểm tra hết nha. Rồi tiếp theo nè mấy chị ơi, tiếp theo nha. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ mạnh tay giúp em nè, chia sẻ để được tặng quà nha. Đây đó, tới lượt chị này tên gì đây? Chị tên Duyên Duyên nha mấy chị ơi. Chị Duyên Duyên nè, được một suất máy thưa bên em, đã chia sẻ like này của em nè. Chia sẻ mạnh lên cho em đi mấy chị, mỗi chị chia sẻ 3-4 lần vào trang cá nhân của mình nha, để được tặng một chiếc máy thưa em đang xài nè. Mấy chị thấy cưng ghê không? Dễ xài cực kỳ luôn, rất là cưng. Chỉ cần chia sẻ cho em thôi, hôm nay em tặng quà không bán nha mấy chị yêu nha. Lâu lâu thì shop em mới có chương trình tặng quà cho mấy chị, không xem like này rất là uổng luôn. Đây một chiếc máy cho chị này đã chia sẻ like này của em nè. Đó mấy chị thấy không, chia sẻ like này là có quà nha. Rồi chị Duyên Duyên ơi, mau inbox cho em nha chị Duyên Duyên nha. Chị Duyên Duyên có hình avatar mặc áo hồng nè, nhanh tay inbox cho em nha chị yêu nha. Rồi còn chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Chị nào đã chia sẻ để bên em sẽ kiểm tra cho mình nha mấy chị yêu ơi. Rồi nhanh tay nè mấy chị ơi, đây em sẽ kiểm tra nha. Rồi em sẽ kiểm tra cho mọi người nè. Nhanh tay chia sẻ like này để em tặng quà nha mấy chị ơi. Chuẩn bị em sẽ qua tặng tóc cột nữa nha mấy chị. Rất là nhiều phần quà luôn nha. Máy thưa nè, em sẽ kẹp thử máy thưa cho mọi người xem nè. Rồi ok, bạn nào đã chia sẻ like này cho mình nữa đâu ạ? Nhanh tay chia sẻ like để mình tặng quà, mình đọc tên nha. Đọc tên bạn nào là mình tặng quà cho bạn đó nha mấy bạn ơi. Mình đọc tên bạn nào là mình đã tặng quà cho bạn đó nha. Rồi chuẩn bị mình sẽ tặng thêm suất tóc cột nữa nha mấy bạn yêu ơi. Rồi ok, chuẩn bị mình tặng bạn này nữa nè. Bạn này tên là Lùng Mini nha. Đây Lùng Mini nè, một suất máy thưa bên mình luôn nha bạn Lùng Mini ơi. Đây Lùng Mini một suất máy thưa luôn nha bạn yêu ơi. Mình tặng 100 suất máy thưa cho bạn nào mà chia sẻ like ngày hôm nay nha. Hôm nay mình chỉ tặng quà thôi, mình không bán nha. Máy thưa này mình chỉ tặng cho mấy bạn thôi nè. Rồi bạn Lùng Mini ơi, nhanh tay inbox cho mình để tặng quà nha bạn Lùng Mini nha. Bạn đã chia sẻ like này cho mình rồi thì nhanh tay inbox cho mình nha bạn yêu ơi. Đây mình sẽ giới thiệu cái máy này cho mấy bạn xem nè. Đó mấy bạn thấy trước và sau khi mình kẹp máy thưa thì như thế nào ạ? Mình kẹp máy thưa vào trẻ ra mấy tuổi luôn. Hôm nay mấy bạn chia sẻ like này mình sẽ tặng máy thưa cho mấy bạn nha. Tặng rất là nhiều, 100 suất máy thưa này cho mấy bạn luôn. Nếu mấy bạn chia sẻ nhiệt tình cho mình còn tặng nhiều hơn thế nữa nha mấy bạn yêu ơi. Đây máy thưa hôm nay mình sẽ tặng cho mấy bạn nè. Rồi bạn Linh Linh ơi, một suất cho bạn Linh Linh nữa nha. Inbox cho mình nha bạn yêu ơi. Đây bạn Linh Linh nè, Linh Linh có hình avatar nè, cầm cái bông nha. Đây bạn Linh Linh ơi. Rồi bạn Linh Linh inbox cho mình một suất máy thưa nha, mình tặng cho bạn nha bạn Linh Linh ơi. Một suất máy thưa cho bạn Linh Linh nha bạn yêu ơi. Rồi một suất máy thưa cho bạn Linh Linh nè, nhanh tay chia sẻ cho mình nha. Chia sẻ chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mấy bạn thôi. Mỗi bạn chia sẻ vào trang cá nhân của mình từ 2 tới 3 lần giúp mình để mình tặng kèm máy thưa cho mấy bạn nha. Rồi chuẩn bị mình sẽ kẹp máy thưa lên cho mấy bạn xem nè. Đó, rất là xinh luôn, cực kỳ dễ xài nha. Hôm nay mình sẽ tặng rất là nhiều, 100 suất máy thưa cho mấy bạn nha. Tặng 100 suất máy thưa rồi mình sẽ qua tặng thêm tóc cột nha mấy bạn nha. Đó, hôm nay mình chỉ tặng thôi, không bán nha mấy bạn yêu ơi. Đó, xinh ghê chưa, cực kỳ trẻ trung luôn đúng không ạ? Chia sẻ mạnh tay like này cho em đi mấy chị ơi. Chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Trời ơi, cưng quá, máy thưa này quá cưng luôn nha.
Đó, máy thưa này quá cưng luôn. Chị nào mà chia sẻ trên live ngày hôm nay em sẽ tặng máy thưa cho mình nè. Rồi nãy giờ chị nào mà được em đọc tên là em đã tặng quà cho mình, nhớ inbox cho em nha. Tiếp tục nè mấy chị ơi, tiếp tục nha. Rồi tiếp tục chị này nha, Nguyễn Huyền Ly nha. Em sẽ tặng cho chị Nguyễn Huyền Ly một suất nữa nè. Một suất máy thưa nè mấy chị ơi. Rồi chị nào chia sẻ là em đã tặng rồi nha. Đó, đã ghê chưa. Rồi chị Huyền Ly ơi, inbox cho em nha chị Huyền Ly nha. Trời ơi, dễ gì mà shop em có chương trình tặng quà cho mấy chị đúng không ạ? Lâu lâu thì bên em mới có chương trình tặng quà cho mọi người. Thì mọi người ơi, nhớ chia sẻ like này giúp em. Em kiểm tra và đọc tên chị nào thì chị đó inbox cho em nha. Em đọc tên chị nào thì chị đó mới inbox cho em và em sẽ tặng quà cho chị đó nha. Và nhớ đừng quên chia sẻ like này, chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mấy chị thôi. Không cần chia sẻ vào đâu hết, chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình thôi giúp em là chắc chắn em đã tặng quà cho mình rồi nha. Rồi đây chị tới tiếp tục nè. Tiếp tục chị Muội Muội nè. Đó, mấy chị ơi đừng rời khỏi livestream này hôm nay nha. Hôm nay em tặng rất là nhiều phần quà cho mình luôn, cực kỳ nhiều phần quà nha mấy chị nha. Rồi tiếp tục chị Muội Muội nè, chị Muội Muội ơi. Chị Muội Muội một suất máy thưa nữa nè chị yêu ơi, chia sẻ vào trang cá nhân giúp em. Chị nào chia sẻ càng nhiều thì em càng ưu đãi cho chị đó nha. Chỉ cần chia sẻ vào là có quà nha mấy chị thấy không ạ? Đó, chị này đã chia sẻ like này cho em nè mấy chị ơi. Rồi tiếp tục nha. Rồi tiếp tục bên em đang kiểm tra nha, chia sẻ cho em đi mấy chị ơi. Chuẩn bị em lên tặng tóc cột nha. Máy thưa xong rồi em sẽ tặng tóc cột nè mấy chị ơi. Rồi đây chị Nguyễn Anh ơi, inbox liền cho em chị Nguyễn Anh nha. Có hình avatar nè, đó, rất là xinh luôn đúng không ạ? Đã chia sẻ like này cho em được một chiếc máy thưa rất là cưng nha. Rồi nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ, chia sẻ nè, đó. Thấy không chị Nguyễn Anh, chỉ cần chia sẻ thôi là có một phần quà rồi nha mấy chị nha. Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân thôi là đã có một phần quà nha mấy chị. Rất là dễ luôn đúng không ạ? Rồi chị nào nữa đó ạ? Rồi chị Nguyễn Lê Bảo Nhi, em sẽ tặng cho chị Nguyễn Lê Bảo Nhi nha. Inbox liền cho em để em tặng cho chị một chiếc máy thưa nè chị nha. Chị Bảo Nhi ơi, chị Nguyễn Lê Bảo Nhi nè, em tặng cho chị yêu một suất nha. Inbox liền vào Facebook giúp em nha chị Nguyễn Lê Bảo Nhi ơi. Rồi nhanh tay chia sẻ nè mấy chị ơi. Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình 3-4 lần giúp em sẽ tặng kèm máy thưa nha. Tặng kèm 100 suất máy thưa này cho mấy chị nào mà chia sẻ like ngày hôm nay cho em nha mấy chị ơi. Nhớ đừng quên phải chia sẻ like này nhanh tay giúp em đi ạ. Chia sẻ nhanh tay thì mới có quà nha mấy chị nha. Rồi đây máy thưa này rất là cưng luôn nè, em tặng 100 suất cho mấy chị nào mà chia sẻ nha. Rồi tiếp theo chị Như Nguyễn nha. Đây Như Nguyễn nè, đó đã chia sẻ like này cho em nha chị Như Nguyễn ơi. Như Nguyễn đâu rồi, inbox liền cho em đi. Như Nguyễn hình avatar đeo kính rất là xinh luôn đúng không ạ? Nhanh tay inbox cho em nè, chia sẻ nè đó. Chị này đã chia sẻ cho em nè. Chỉ cần chia sẻ là có quà nha mọi người nha. Một suất máy thưa thế này rất là cưng luôn. Rồi chuẩn bị tiếp theo nè. Tiếp theo tới lượt chị nào đây ạ? À? Chuẩn bị nhanh tay chia sẻ cho em nha. Rồi chuẩn bị em sẽ tặng thêm tóc cột cho mấy chị nha mấy chị ơi. Rồi chị nào nè, chị nào đã được tặng máy thưa rồi đâu hả? Inbox liền cho em nha, chuẩn bị em lên tặng tóc cột nha mấy chị nha. Lên tặng tóc cột chia sẻ tiếp cho em nè. Chị nào được tặng máy rồi vẫn chia sẻ tiếp, có khi là mình sẽ trúng thêm tóc cột mà nha mọi người nha. Cứ chia sẻ mạnh tay cho em nè mấy chị ơi. Đây, tóc cột rất là xinh luôn nha. Tóc cột cực kỳ xinh luôn. Hôm nay em sẽ tặng 100 suất tóc cột này cho mấy chị nè. Rồi nhanh tay đi ạ, à, máy thưa xong rồi nha. Giờ tới tóc đuôi nha mấy chị ơi. Đây, xinh ghê chưa. Wow, tóc đuôi quá tuyệt vời luôn. Tóc đuôi này bên em bán 160.000, hôm nay em tặng thôi không bán nha mấy chị nha. Chị nào đã chia sẻ like này cho em đâu ạ? À? Chia sẻ đâu ạ? À? Chuẩn bị bên em kiểm tra để tặng tóc cột cho mấy chị yêu nha. Nhanh tay chia sẻ like này, chuẩn bị em đọc tên để tặng tóc cột này mấy chị ơi. Chị nào chia sẻ rồi là được tóc cột nha. Chia sẻ rồi bên em đọc tên là được quà nha. Rồi đây chị Đỗ Hoa một phần tóc cột nha chị Đỗ Hoa nha. Đỗ Hoa có hình avatar màu trắng nè đó, rất là xinh luôn. Chị Đỗ Hoa ơi, một phần tóc cột của bên em chị giá là 160.000, rất là sang chảnh luôn nha chị yêu nha. Một phần tóc cột 160 rất là sang chảnh luôn. Đừng quên chia sẻ mạnh tay cho em đi mấy chị. Chị nào mà đang xem like này mà không chia sẻ để có quà thì rất là uổng luôn nha mấy chị nha. Rồi tặng cho chị yêu một suất nè đó, một suất nha chị ơi, đã chia sẻ like này cho em nè. Chỉ cần nhấn nút chia sẻ vào trang cá nhân của mấy chị yêu 3-4 lần thôi thì tất nhiên mấy chị sẽ có một phần quà này nha. Đó, rất là xinh luôn nha. Hôm nay em chi ân khách hàng cho mấy chị yêu, em tặng quà cho mọi người. Đừng để uổng phí nha, nhớ xem like này giúp em. Đây,
cột xăng ngắn cộng ngay số điện thoại giúp em nè, cột xăng ngắn cộng số điện thoại giúp em để em chốt hàng tặng quà cho mấy chị nha. Rồi chị nào đã chia sẻ đó rồi, chuẩn bị em tặng tóc cột này cho mấy chị nha, sang ghê chưa, em tặng tới 3 màu cho mọi người luôn, tóc mấy chị màu gì em tặng màu đó nha. Rồi tiếp theo chị Bé Thu nè, đó chị Bé Thu một súp tóc cột nha chị yêu ơi, một súp tóc cột cho chị yêu, chị giá là 160.000, chị đã chia sẻ like này cho em nè. Rồi chị ơi một suất tóc cột nha, chị nhanh tay inbox cho em nè để có quà nha chị Bé Thu ơi. Nhanh tay inbox cho em để nhận quà nha, đã chia sẻ nè. Rồi chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Chia sẻ nữa đâu mấy chị ơi, chia sẻ mạnh tay cho em nha mấy chị nha. Rồi ok nè, em sẽ kiểm tra nha. Đó. Trời em tặng quá trời luôn, em tặng nãy giờ em tặng rất là nhiều luôn ạ. Nhớ là chia sẻ cho em, mình sẽ có phần quà nha mấy chị nha. Em sẽ có đội ngũ nhân viên kiểm tra cái livestream này và báo quà cho mấy chị yêu nha. Đã chia sẻ, chị nào mà đã chia sẻ là có quà nha mấy chị nha. Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân 3-4 lần giúp em là có quà. Chia sẻ càng nhiều thì quà càng có nhanh nha mấy chị nha. Chia sẻ càng nhiều thì quà càng có nhanh nha mấy chị ơi. Đây cột xăng ngắn nè, hôm nay em tặng cột xăng ngắn này rất là sang chảnh cho mấy chị luôn. Chị giá là 160.000 của bên shop em nha mấy chị nha. Tặng thôi không bán, rất là xinh nè. Đó, xinh ghê chưa. Chị nào mà được tặng mái thưa rồi thì em vẫn có thể tặng tóc cột tiếp nha. Rồi ok chị Phương Chu nha chị yêu ơi, Phương Chu nè. Đó, Phương Chu một suất tóc cột nữa nha chị yêu ơi. Chị yêu Phương Chu một suất tóc cột tặng cho chị nè. Đó, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ. Rồi còn chị nào nữa không? Chị nào đã chia sẻ like này của em nữa không ạ? Chia sẻ cho em đi mấy chị ơi, không chia sẻ là không có quà nha. Chia sẻ ngay ngày hôm nay em sẽ tặng quà cho mình nè. Đó, chị Bé Thu một suất nha. Chị Bé Thu một suất tóc cột nha chị nha. Đó, lát nữa em còn tặng rất là nhiều luôn. Nhớ chia sẻ like này cho em đi mấy chị ơi. Chia sẻ để có nhiều người em tặng mới đã mấy chị. Nhiều người xem em tặng mới đã nha mấy chị nha. Ít người xem tặng không đã luôn đấy ạ. Tặng rất là nhiều nè, một phần tóc cột cho chị yêu Phương Chu nha. Chị yêu Phương Chu có hình avatar như thế này nha. Inbox liền cho em nè, rồi tiếp theo nha. Rồi tiếp theo nha mọi người ơi, ai chia sẻ like này là em tặng quà nha. Đây, cột này hôm nay, cột là bình thường shop em bán 1.6 nha. Hôm nay thì em sale ngay trên like này luôn, tặng luôn không bán nha mấy chị. Em tặng tóc cột này cho mọi người chia sẻ like này giúp em nha. Chia sẻ mạnh tay giúp em đi mấy chị yêu ơi. Đây, xinh lắm luôn ạ. Không chia sẻ like là không có quà đâu nha mọi người ơi. Chia sẻ giúp em đi mấy chị ơi. Rồi chuẩn bị tiếp theo một chị nữa nè, bên em sẽ kiểm tra nha. Rồi đây bên em sẽ kiểm tra nè. Nhanh tay đi mấy chị ơi, đây em sẽ kiểm tra nha mọi người ơi. Chị này một suất nữa nè. Rồi chị An Lê ơi một suất nha chị ơi. Nhanh tay đi mấy chị ơi, chia sẻ like này giúp em nha. Chia sẻ là có quà nè chị An Lê ơi. Chị An Lê được một suất là chia sẻ like này giúp em nha chị yêu nha. Rồi đây là phần quà cho chị An Lê nè. Đó, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ. Chị An Lê ơi, một phần quà inbox liền giúp em nha. Nhớ chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mấy chị 3-4 lần thôi là em tặng quà cho mọi người. Không chia sẻ là không có quà nha mấy chị nha. Em sẽ kiểm tra nha. Rồi chị ơi, chị An Lê có hình avatar này, inbox liền giúp em nha chị An Lê nha. Inbox liền giúp em một phần nè. Rồi bây giờ tiếp theo nha. Tiếp theo nè, em sẽ kiểm tra nha mọi người ơi. Tiếp theo chị được tặng quà nè. Rồi chia sẻ mạnh tay tặng tóc cột chị giá 160 cho mọi người ngay trên live ngày hôm nay nha. Chị tặng thôi không bán nha mọi người ơi. Tặng quà thôi không bán nha mấy chị yêu ơi. Rồi đây một phần tóc cột cho mọi người nè. Rồi chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Em sẽ đọc tên nữa mọi người nữa nha. Nhanh tay chia sẻ nè. Trời ơi hôm nay vui quá đúng không mấy chị. Tặng quà thôi không bán nha. Tặng quá trời quá đắt luôn. Tặng luôn nha mấy chị ơi. Hôm nay chị ăn khách hàng của mấy chị, em sẽ tặng quà cho mọi người luôn. Thì lâu lâu sắp em mới tặng một quà, không bao giờ mà có tặng quà nhiều như bây giờ nha mấy chị. Bên em hôm nay sẽ tặng quà cho mọi người nha. Rồi ok chị Nguyễn Bông một phần nè. Đó, chị Nguyễn Bông ơi một phần nha chị yêu ơi. Đây đã chia sẻ like này cho em nè. Một phần nha chị yêu ơi. Một phần cho chị Nguyễn Bông nha, đã chia sẻ like này cho em nè. Trời ơi quá đã luôn đúng không ạ? Quá tuyệt vời nha. Thấy nha bạn ơi, bạn nào mình cũng thấy hết. Chỉ cần chia sẻ like này là mình đọc tên tặng quà cho mấy bạn nha. Rồi bạn Nguyễn Bình ơi, inbox liền cho mình đi. Bạn nè, bạn này có hình avatar này nè. Đó, bạn này tên là Nguyễn Bông nha. Nguyễn Bông inbox liền cho mình nha bạn yêu nha, đã chia sẻ cho mình nè. Rồi tiếp theo nè.
Tiếp theo nha, bạn Ngân Khánh nè, bạn Ngân Khánh ơi, chia sẻ đi mấy chị ơi. Không chia sẻ là không có quà, rất là uổng nha, bên em sẽ vào kiểm tra nha. Chị yêu nào đã chia sẻ là có quà nè, đó, chị này là chị Nguyễn Ngân Khánh nè. Ngân Khánh mặc cái áo màu hồng nha, một phần quà nè, đó, đã chia sẻ like này cho em là được một phần quà tóc cột này nha. Tóc cột này chị giá là 120 ngàn, nhanh tay chia sẻ like này giúp em đi mấy chị ơi. Chia sẻ mạnh tay cho em đi mấy chị. Chia sẻ tặng ngay đuôi tóc cột như thế này chị giá là 160 ngàn nha. Chia sẻ trên live ngày hôm nay em có hai loại tóc cột lận nha. Cột xoăn dài và cột xoăn ngắn em sẽ tặng cho mấy chị 100 suất tóc cột ngay trên live ngày hôm nay nha. Tặng thôi không bán nha. Hello xin chào mấy chị yêu nha. Mấy chị ơi lên đây cùng xem live và chia sẻ live này cho em nha mấy chị. Hôm nay chỉ cần chia sẻ mạnh tay vào trang cá nhân của mấy chị từ 3 tới 4 lần giúp em thôi nha. Chia sẻ vào trang cá nhân 3 tới 4 lần thôi. Mỗi chị có một cái cột này nè. Mỗi chị yêu có một cái đuôi cột như thế này chị giá là 160 ngàn nha. Rồi chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Chị yêu nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Bên em sẽ kiểm tra nha. Rồi chị yêu nào đã chia sẻ là bên em sẽ kiểm tra nè. Rồi chúc mừng chị Ngân Khánh một phần quà nữa nha chị yêu ơi. Rồi tiếp theo nè. Tiếp theo em sẽ kiểm tra nha. Rồi chị nào đâu? Chị nào đã chia sẻ file của em đâu? Rất là nhiều phần quà cho mọi người luôn nha. Nhanh tay chia sẻ like này giúp em đi mấy chị ơi. Chia sẻ vào trang Facebook của mình thôi, rất là dễ để chia sẻ luôn đúng không ạ? Chỉ cần chia sẻ vào trang Facebook của mình thôi nha. Rồi chị Thương Phạm nè, em tặng một suất cho chị Thương Phạm, một suất tóc cột nha chị nha. Chị giá 160 nha chị Thương Phạm nha. Đã chia sẻ like này của em một suất tóc cột 160 nha. Rồi chia sẻ cho em đi mấy chị ơi, chia sẻ mạnh tay giúp em đi ạ. Chia sẻ em tặng quà cho mấy chị nha. Chị nào được em đọc tên là nhớ inbox liền giúp em nha. Được em đọc tên tặng quà là inbox liền giúp em để em tặng kèm quà cho mấy chị nha. Rồi ok, đây tiếp theo nè, em sẽ đọc ngẫu nhiên một chị yêu nữa nha. Rồi chị yêu nào đây ạ? Chị yêu nào được quà nữa đây ạ? Rồi ok nè, em sẽ tặng cho chị yêu nha. Rồi em sẽ tặng cho chị Cừu Lily một phần mái thưa nữa nha chị yêu Cừu Lily ơi. Rồi Cừu Lily ơi, inbox cho em tặng cho chị yêu một phần mái thưa nha. Chia sẻ tiếp cho em nha chị ơi. Chia sẻ tiếp cho em nha chị Cừu Lily nha. Rồi đây chị Kim Anh nè, đó Kim Anh nè, quá đã luôn chị ơi. Chị Kim Anh chúc mừng chị Kim Anh nha, một phần tóc cột cho chị Kim Anh đã chia sẻ like này cho em nha. Rồi xin chúc mừng chị Kim Anh, inbox liền cho em đi chị ơi. Nhớ là chia sẻ mạnh tay cho em nha, không chia sẻ là không có quà đâu mấy chị ơi. Mỗi chị chia sẻ vào trang cá nhân của mình từ 3 tới 4 lần thì bên em sẽ tặng quà cho mấy chị. Hôm nay thì trên like ngày hôm nay em chỉ tặng quà thôi không bán nha. Nãy giờ từ đầu livestream tới giờ là em tặng rất là nhiều suất quà cho mấy chị luôn. Thì chị nào mà đã chia sẻ like của em là bên em sẽ đọc tên tặng quà cho mình nha mấy chị nha. Đây ai lấy tóc cột này thì chốt liền giúp em, hôm nay em tặng tóc cột ngay trên like nha mấy chị ơi. Tặng tóc cột ngay trên like, cột xoăn ngắn, cột xoăn dài rất là xinh luôn. Mấy chị có thể lựa chọn cột ngắn hay cột dài nha mấy chị nha. Đây cột bên em chị giá là 160 ngàn, hôm nay em sẽ tặng cho mọi người nha. Hôm nay em sẽ tặng thôi không bán nên là mấy chị nhớ chia sẻ cho em nha. Trời ơi có quà để xài rất là đã luôn, khỏi tốn tiền mua. Nhắn kích vào trang cá nhân của mình 2 tới 3 lần giúp em. Em sẽ tặng cho mấy chị một suất tóc cột trị giá 160 nha. Rồi tiếp theo nè mấy chị ơi, tiếp theo nè. Chia sẻ cho em nha. Tiếp theo chị Trang Huyền nè. Trang Huyền ơi chị yêu được một suất nữa cho chị Trang Huyền nha. Một suất nè chị Trang Huyền ơi. Rồi Trang Huyền một suất tóc cột nữa nè chị yêu ơi, Trang Huyền đây. Một suất tóc cột khi đã chia sẻ like này cho em nè chị Trang Huyền nha. Rồi một suất tóc cột cho chị yêu nè, chị nào chia sẻ nữa đâu ạ? Chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Inbox liền cho em nha mấy chị ơi, đã chia sẻ nữa đâu ạ? Đã chia sẻ em đọc tên chị nào inbox chị đó liền cho em để em tặng quà cho mọi người nha. Đọc tên chị nào nhớ inbox liền giúp em nha, ok nè. Ai muốn được tặng cột thì inbox liền cho em 160, nhưng hôm nay em tặng còn có... em tặng luôn cho mấy chị không bán nha. Đem ướm thử tóc cột cho mấy chị xem hơi bị tuyệt vời luôn. Đây là cột xoăn ngắn này mấy chị thấy sang ghê chưa. Đó chị nào thích cái đuôi tóc của mình bồng bềnh và dày thì chia sẻ like này cho em nha. Chia sẻ em sẽ tặng kèm quà cho mấy chị nè. Đó quá tuyệt vời luôn đúng không ạ. Rồi tiếp theo nè mấy chị ơi, tiếp theo đọc tên tặng quà tiếp theo nha. Đọc quà, đọc tên tặng quà tiếp theo cho chị nào đấy ạ? Chị nào đã chia sẻ đâu ạ? Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ mạnh tay cho em đi ạ. Chia sẻ mạnh tay nha. Rồi tiếp theo chị Nana nè. Rồi chị Nana ơi, một phần quà cho chị yêu đã chia sẻ nha Nana nha. Inbox liền cho em đi Nana ơi. Chia sẻ like này nha Nana nha.
Đó, chị nào mà đã chia sẻ thêm cho em nha. Chia sẻ vào trang cá nhân của mình 3 tới 4 lần thì chắc chắn bên em sẽ tặng quà cho mình nha. Chia sẻ thêm nha, tặng 100 suất tóc cột nha mấy chị nha. 100 suất tóc cột ngay ngày hôm nay nè. Đó, đọc tên chị nào là tặng quà chị đó nha. Nãy giờ em đọc rất là nhiều tên luôn. Mấy chị nào đọc được tên chị nào thì inbox liền giúp em tên chị đó. Bên em đã có đội ngũ nhân viên chụp tên chị nào là tặng quà đã chụp lại hết rồi nha. Nên là riêng những chị nào em đọc tên là đã có quà, đã chia sẻ là đã có quà nha mấy chị nha. Đã chia sẻ like này của em là đã có quà nha. Đọc tên là đã có quà rồi, tiếp theo này mấy chị ơi. Rồi tiếp theo là bạn yêu Hoàng Vinh một phần tóc cột nữa nha bạn Hoàng Vinh ơi. Rồi một phần tóc cột cho bạn Hoàng Vinh trị giá là 160.000 nè. Nhanh tay inbox like này nha. Đó, inbox cho mình đi bạn ơi, một phần tóc cột cho bạn nha. Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mấy chị 3 tới 4 lần thôi. Trời ơi, nãy giờ em đọc tên tặng quá trời luôn á. Tặng quá trời quá đất luôn mấy chị ơi. Rồi tiếp theo nữa nè, trời ơi, tặng gì mà tặng nhiều quá mấy chị. Không lên xem like ngày hôm nay rất là uổng luôn. Nhanh tay lên xem like của em ngay ngày hôm nay đi mấy chị ơi. Hôm nay em chỉ tặng quà cho mấy chị thôi nha. Rồi tiếp theo chị Ly gì đó nè. Chị này là chị Ly Trần nha, một phần nè. Ly Trần một phần tóc cột nè. Đó, trời ơi, tặng rất là nhiều luôn. Không xem like rất là uổng. Ly Trần inbox liền cho em nha, chị yêu Ly Trần nha. Ly Trần ơi, inbox liền cho em nha, chị yêu Ly Trần ơi. Tiếp theo nha mấy chị nha. Tiếp theo bên em sẽ kiểm tra tiếp nè. Rồi không, từ từ chị nào mà chưa có quà cứ từ từ bên em sẽ kiểm tra nha. Đọc tên chị nào có quà chị đó nha mấy chị ơi. Tặng rất là nhiều phần quà luôn. Một đuôi tóc như thế này rất là xinh nha mấy chị yêu ơi. Tiếp theo thì em sẽ tặng tóc nguyên bộ nha mấy chị ơi. Em tặng tiếp nha, tặng nguyên bộ luôn mọi người ơi. Tặng rất là nhiều, chia sẻ mạnh tay cho em nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ em tặng nguyên bộ là mấy chị chia sẻ mạnh cho em nè. Bây giờ em tặng luôn tóc bộ, chia sẻ mạnh cho em đi. Mỗi chị mấy chị đang xem like này, chia sẻ 5 tới 10 lần vào trang cá nhân của mình luôn. Em tặng tóc bộ cho mấy chị nè. Rồi lên luôn tóc bộ, tặng tóc bộ nha mấy chị ơi. Nhanh tay chia sẻ like này cho em đi mấy chị ơi. Chia sẻ like này tặng luôn tóc bộ nha mọi người nha. Rồi tặng tóc bộ cho mấy chị nào chia sẻ nè. Bây giờ em sẽ chùm tóc bộ nào nha. Chùm bộ nào là tặng bộ đó mấy chị ơi, chia sẻ đi ạ. Phải chia sẻ cho em thì mới lên tặng tóc bộ cho mấy chị yêu nha. Tặng luôn tóc một bộ nguyên đầu như thế này luôn nha mấy chị nha. Chia sẻ nhanh tay cho em nè và trang cá nhân của mình 5 tới 10 lần càng tốt nha mấy chị nha. Rồi đây là cái lưới chùm đầu nè, tặng luôn cái lưới này luôn. Tặng tóc bộ là tặng luôn cái lưới nha mấy chị yêu nha. Rồi nhanh tay chia sẻ like cho em nè. Em tặng thêm tóc bộ cho mình luôn nha. Nhanh tay chia sẻ đi mấy chị ơi. Trời ơi, hôm nay em tri ân khách hàng, em chỉ tặng cho mấy chị thôi nha. Chỉ tặng quà thôi nha, không bán nha mấy chị ơi. Tặng quà nha mấy chị yêu ơi. Rồi đây em sẽ lên tóc bộ tặng cho mấy chị nè. Rồi bây giờ em tặng cái bộ cúp ngắn này đi. Cái bộ cúp ngắn này bên em hơi bị hot luôn nha. Rồi nhanh tay chia sẻ nè. Chia sẻ là có quà nha. Chia sẻ tóc ngắn này hơi bị cưng luôn nè. Tặng ngay tóc bộ nè. Chị nào đang xem like chia sẻ cho em nha. Chia sẻ nhanh nhanh để em tặng luôn tóc bộ này cho mấy chị yêu nha. Rồi chuẩn bị em đọc tên nha. Em đổ bộ này lên rồi em đọc tên nha mọi người ơi. Đổ bộ này lên rồi chuẩn bị đọc tên tặng quà bộ này nè. Chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ từ 5 tới 10 lần càng tốt cho mấy chị nha. Chị nào chia sẻ càng nhiều thì có ưu đãi càng lớn nha. Rồi một bộ tóc nguyên đầu cúp ngắn quá dễ thương luôn nè. Rồi chuẩn bị đọc tên tặng quà nha. Chuẩn bị đọc tên tặng quà quá dễ thương luôn đúng không ạ? Trời ơi, không biết chị nào may mắn được trúng cái bộ tóc này của bên em nè. Rồi chị yêu nào may mắn đó ạ? Chia sẻ like này cho em chưa ạ? Mấy chị đã chia sẻ like này chưa? Chia sẻ lên view cho em đi mấy chị ơi. Chia sẻ mạnh tay lên view là có quà nha. Chỉ cần lên view là có quà nè, một chị một suất tóc bộ này cho chị này nè, quá chúc mừng chị luôn. Chị yêu Lê Vàng một suất tóc nguyên bộ này nha, chị yêu Lê Vàng ơi, quá chúc mừng chị luôn nha. Trời ơi, chị rất là may mắn nha, bộ tóc ngắn này quá dễ thương luôn. Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mấy chị từ 3 tới 4 lần, 5 tới 10 lần giúp em thì tất nhiên mấy chị sẽ có một phần quà bên em nha mấy chị yêu nha. Trời ơi, cái mẫu cúp ngắn này mấy chị thấy sao, rất là xinh luôn đúng không ạ? Hôm nay em tặng cho mấy chị thôi nha. Em tặng cho mấy chị nè, quá dễ thương. Một bộ cúp ngắn này trị giá 250.000 bên shop em. Bên em bán 250 nhưng mà riêng hôm nay em tặng cho mấy chị luôn. Chị nào thích thì nhanh tay chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Đây mẫu này rất là xinh luôn. Rồi chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Tặng ngay một phần tóc bộ này rất là cưng nha mấy chị nha. Đây em sẽ tặng ngay cho mấy chị nào đang chia sẻ like này giúp em vào trang cá nhân từ 3 tới 4 lần cho em nha.
5 tới 10 lần giúp em càng tốt nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, quá dễ thương cho bộ này luôn. Cưng lắm luôn á. Rồi, chuẩn bị em đọc tên tặng quà tiếp nha. Đọc tên tiếp nha mấy chị ơi. Chuẩn bị chị nào được đọc tên là được có quà nè. Trời ơi, tiếp theo chị này quá đã luôn nè. Chị Thảo Thanh nha chị yêu ơi. Một chị yêu nữa được tặng bộ tóc này, chị giá 250 nha. Thảo Thanh ơi, inbox Facebook giúp em nha chị nha. Một bộ tóc nguyên đầu này chị giá là 250 ngàn nè chị ơi. Chia sẻ mạnh tay cho em đi ạ. Hôm nay mấy chị xem like này mà không ở lại xem live này với em rất là uổng luôn. Ở lại đây xem live với em tặng quà cho mấy chị yêu. Và đừng quên chia sẻ vào trang cá nhân của mình giúp em nha. Đây chúc mừng chị nè. Một bộ nguyên đầu nha mấy chị ơi. Đây rất là xinh luôn nè. Đây chị Thảo Thanh nha, chị Thảo Thanh ơi. Rồi một phần bộ tóc nguyên đầu này 250 ngàn cho chị yêu rồi nha. Rồi chị nào nữa đâu ạ? À? Chị nào chia sẻ nữa đâu rồi ạ? À? Rồi chuẩn bị lên một bộ tóc này nữa nha. Lên bộ tóc khác tặng tiếp nha. Lên bộ tóc khác tặng tiếp nha, phải nhớ chia sẻ cho em đi. Trời ơi, nãy giờ mấy chị có chia sẻ cho em không đấy ạ? À? Chia sẻ cho em đi mấy chị ơi, chia sẻ em lên quà cho mọi người cực kỳ nhiều mẫu luôn. Phải chia sẻ cho em thì em mới lên quà cho mấy chị rất là nhiều nha. Lên tóc nguyên đầu nè, đây, chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân thôi 3 tới 4 lần hoặc 5 tới 10 lần là có ngay một bộ tóc nguyên đầu này trị giá 250 nha. Rồi tiếp thêm lên bộ này nè. Đây tiếp thêm lên bộ này chị nào chia sẻ like là có quà nha. Rồi đây xinh ghê chưa, bộ này mấy chị thấy sao ạ? À? Quá đã luôn nha, 250 ngàn nha, 7007 quá đã luôn nè. Đó chị nào chia sẻ rồi, chị nào chia sẻ rồi đâu, chuẩn bị em đọc tên tặng quà bộ này nha. Rồi chị nào được tặng quà bộ này đó ạ, à? Chia sẻ cho em chưa, chuẩn bị tiếp tục nha. Quá đã cho mẫu này luôn, thấy phê chưa, rất là xinh luôn đấy ạ. À. Cực kỳ đã nha, chia sẻ mạnh cho em đi mấy chị ơi. Chia sẻ để mọi người cùng vào chơi xem like nha. Bộ này quá đã luôn nè, chuẩn bị tiếp theo chị này được tặng quà nè. Rồi chị Thanh Hoài Lê Thị một phần quà nha chị yêu ơi. Một phần tóc nguyên đầu nha chị Thanh Hoài Lê Thị ơi. Chị yêu đã chia sẻ like này cho em nè. Đó, chỉ cần chia sẻ vào trang của mình càng nhiều thì càng có quà nha mọi người nha. Rồi ok nè. Rồi chị nào chia sẻ đâu, chia sẻ đâu là có quà nha. Chị này nè, đó hình avatar nè. Đó để tay lên cầm chị yêu này, inbox liền cho em nha. Đọc tên chị nào inbox liền chị đó cho em nha mấy chị nha. Đây mấy chị thấy sao? Trời ơi, quá tuyệt vời cho bộ này luôn đúng không ạ? Em tặng cho mấy chị thôi nha mấy chị yêu ơi. Hôm nay em tặng rất là nhiều suất quà cho mọi người luôn. Em tặng từ đầu like nha mấy chị nha. Tặng nãy giờ rất là nhiều luôn đấy ạ. Nhanh tay chia sẻ like này giúp em nha mọi người nha. Đây bộ em đang đổi xinh ghê chưa? Bộ em đang đổi rất là xinh luôn đúng không ạ? Em sẽ tặng cho mấy chị yêu nha, cực kỳ xinh luôn nha. Đây chị nào mà đang theo dõi cái like này của em á, đừng rời khỏi like, nhớ theo dõi like này với em nha mấy chị nha. Rồi bộ em đang đổi rất là xinh luôn nè. Rất là xinh luôn, chị nào lấy thì nhanh tay nè. Nhanh tay chia sẻ để có quà nha. Rồi chúc mừng một chị yêu sinh vương nữa nè. Một chị yêu sinh vương được một phần tóc nguyên đầu này của bên em, inbox liền nha. Chụp cái bộ này inbox liền cho em nha chị sinh vương nha. Tặng cho chị yêu sinh vương một phần tóc nguyên bộ này, đã chia sẻ cho em quá nhiều luôn đúng không ạ? Chị đã chia sẻ cho em rất nhiều luôn. Cảm ơn chị yêu sinh vương hình avatar này nha. Inbox liền cho em đi chị yêu sinh vương ơi. Rồi còn chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? À? Chia sẻ mạnh tay cho em đi mấy chị ơi, chia sẻ nhiều nhiều cho em nha. Trời ơi, hôm nay em tặng quà rất là nhiều cho mấy chị luôn á. Nhân viên em đang kiểm tra chuẩn bị em báo tiếp nha. Chị nào đã chia sẻ là chuẩn bị có quà tiếp nha mấy chị nha. Bộ tóc như thế này quá đã luôn mà khỏi cần tốn tiền mua. Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình thôi là được cái bộ tóc này nè. Đó, mấy chị thấy phê ghê chưa, rất là xinh luôn nha. Bộ tóc nguyên đầu thẳng dài như thế này rất là xinh luôn. Em chị tặng ngay trên live ngày hôm nay nha. Em tặng luôn nha mấy chị ơi, tặng luôn nha mấy chị nha. Tặng luôn không bán nha, nhân viên em đang kiểm tra nè. Rồi chị nào đó ạ, chị nào đã chia sẻ like này của em nữa đâu ạ? Chia sẻ like này của em nhanh tay đi mấy chị ơi, chia sẻ mạnh tay đi em tặng quà cho mọi người nha. Thấy chứ, chị yêu nào cũng thấy hết á. Chị yêu nào chia sẻ like này là em thấy hết nha mấy chị nha. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kiểm tra và đọc tên nha mấy chị nè. Đó, xinh ghê chưa? À. Rồi em quay đằng sau một vòng nữa nha. Ai thích cái này thì chia sẻ mạnh tay cho em nè. Bộ này quá đã luôn nè. Ai thích bộ này thì chia sẻ mạnh tay giúp em nha mấy chị nha. Một bộ tóc nguyên đầu như thế này quá cưng quá đã luôn đúng không ạ? Đây
Bộ này có mã là rất là xinh luôn, mã 7007 nha, em tặng ngay trên like ngày hôm nay nè. Chị yêu nào đã chia sẻ like này là em đã tặng kèm quà cho mình nha mọi người nha. Đây rất là tuyệt vời luôn. Đây rất là xinh luôn nè à. Rồi nhanh tay chia sẻ cho em nha mấy chị ơi, chia sẻ like này để tặng quà nha mọi người nha. Rồi tiếp theo là chị nào đây? Tiếp theo này mấy chị ơi, tiếp theo nha. Rồi tiếp theo nè. Thank you mấy chị yêu đã chia sẻ like này cho shop em nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ để em tặng quà cho mình nha. Chia sẻ rất là nhiều lên đi ạ. Em sẽ tặng quà thiệt là nhiệt tình cho mọi người nha. Hello mấy chị yêu nha. Chia sẻ like này cho em đi ạ. Bộ tóc này rất là xinh luôn. Đây cực kỳ xinh nha. Cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Bộ tóc rất là tuyệt vời luôn, cực kỳ bóng mượt nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ like này thì chắc chắn em sẽ tặng kèm quà cho mình nha mấy chị nha. Nhanh tay chia sẻ like này giúp em nè. Ok chị nè. Rồi bây giờ em sẽ tặng nha. Bây giờ em đọc tên ngẫu nhiên một chị nào, em sẽ tặng một xấp xấp tóc cột nè. Bây giờ em đọc ngẫu nhiên một chị yêu tặng một xấp tóc cột nha. Rồi đọc ngẫu nhiên một chị yêu nè. Chị yêu nào nãy giờ chia sẻ nhiệt tình cho em đâu? Rồi chị Jenny Bùi ơi, nãy giờ chị đã chia sẻ nhiệt tình cho em á. Chị Jenny Bùi ơi, em sẽ tặng cho chị yêu một phần tóc cột nha Jenny Bùi nha. Em vừa đọc tên chị ngẫu nhiên đó chị yêu Jenny Bùi ơi. Jenny Bùi để hình em bé, avatar em bé inbox liền cho em nha chị yêu nha. Một phần tóc cột chị giá 120 cho chị yêu nè chị ơi. Quên 160 nha chị yêu nha. Rồi ok chị nè, Jenny vừa inbox liền cho em chia sẻ rồi nha chị nha. Em sẽ tặng cho chị nè một phần tóc cột trị giá 160 nè chị ơi. Rồi tiếp theo nha. Tiếp theo nha mọi người ơi, nhanh tay nè. Tiếp theo nhanh tay nè mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ em đã tặng quà cho mọi người nha. Nhanh tay chia sẻ để được em tặng quà nha mấy chị ơi. Nhanh tay đi mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ để bên em tặng quà cho mọi người nè. Rồi tiếp theo tặng tiếp nha. Rồi tặng tiếp nè. Quá đã luôn á. Rồi tặng cho mấy chị nãy giờ đọc mệt luôn á. Rồi nãy giờ em tặng mái thưa chưa xong, giờ em tặng tiếp nha. Tặng tiếp mái thưa ngẫu nhiên cho chị nào đây? Tặng mái thưa ngẫu nhiên cho chị yêu nào đây? Ôi rồi đây đã kiểm tra chị chia sẻ tóc bộ đây, đọc tên chị chia sẻ tóc bộ này nữa đã nha. Rồi chị này xong rồi em sẽ đọc ngẫu nhiên toàn tóc mái nữa nè. Rồi một chị này chia sẻ livestream của em tặng một bộ em đang là độ này nha chị ơi, inbox liền cho em đi chị. Chị Nguyễn Mai này một đã chia sẻ là inbox liền giúp em nha Nguyễn Mai ơi. Một phần tóc nguyên bộ em đang độ trị giá là 250 ngàn nha. Rồi tiếp theo em đọc ngẫu nhiên để tặng tóc mái nè. Đọc ngẫu nhiên một chị đặng thật tóc mái nha. Rồi rồi đọc ngẫu nhiên một chị tặng tóc mái nè chị ơi. Chị Thu Hằng gì đó. Chị Thu Hằng ơi, em tặng cho chị một phần tóc mái này. Thu Hằng inbox liền giúp em nha Thu Hằng ơi. Tặng cho chị yêu một phần tóc mái nha Thu Hằng nha. Em đọc tên ngẫu nhiên này, Thu Hằng, Hằng Thu gì đây. Rồi tiếp theo một chị Đinh Chiến Thắng này, một bộ tóc này nữa nha. Nhanh tay chia sẻ like này cho em đi mấy chị ơi. Trời, tự nhiên cứ chia sẻ vào trang Facebook của mình thôi đã được một bộ tóc này trị giá là 250 ngàn. Nhanh tay chia sẻ vào trang Facebook của mình nha mấy chị nha. Nhanh tay chia sẻ vào trang Facebook nè. Chuẩn bị em tặng thêm vài phần nữa nha mấy chị ơi. Chia sẻ mạnh tay cho em đi ạ. Chuẩn bị em vẫn còn nhiều sức cho mấy chị chia sẻ nha mấy chị ơi. Rồi ok nè. Chị nào nữa đâu ạ? Chị nào đã chia sẻ nữa đâu ạ? Nhanh tay nha, chị nào đã chia sẻ nữa đâu. Rồi tiếp theo nha. Đây tiếp theo nha mọi người ơi. Tiếp theo chị yêu nào đây? Bên em sẽ kiểm tra và báo đọc tên cho mấy chị. Em đọc tên chị nào là em tặng quà cho chị đó rồi nha mấy chị nha. Nhanh tay chia sẻ like này giúp em nè. Đây nhanh tay chia sẻ giúp em nha mọi người ơi. Rồi bên em sẽ có nhân viên kiểm tra, tại quá nhiều chị chia sẻ like này thì bên em nhân viên sẽ kiểm tra. Em đọc tên được chị nào trên like này là chị đó đã có quà nha mấy chị nha. Rồi chị nào đặt chia ngay trên like này chia sẻ là em đã chia sẻ và tặng quà cho mình rồi nha mấy chị nha. Rồi nhanh tay chia sẻ like này giúp em đi ạ. À.
Quá đã luôn nha, hôm nay em tặng cho mấy chị rất là nhiều luôn đấy ạ. À, cực kỳ nhiều phần quà nha, đây rất là xinh luôn. Đó. Cưng ghê chưa, chỉ cần chia sẻ like này thôi là có quà nha mọi người nha. Rồi ok nè. Rồi ok nha mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ like này cho em đi ạ. À, chia sẻ mạnh tay nha mọi người nha. Chia sẻ mạnh tay thì sẽ tặng thật là nhiều phần quà cho mấy chị luôn. Rồi tiếp theo chị Lê Lanh ơi. Rồi mấy chị ơi, nãy giờ có chia sẻ like này cho em không ạ? Nãy giờ mấy chị có chia sẻ like này cho em chưa ạ? Chia sẻ đi ạ. Rồi tiếp theo tặng cho chị Lê Lanh một phần nha, chị yêu Lê Lanh ơi. Một phần tóc nguyên bộ em đang độ như thế này, chị giá 250 nha chị Lê Lanh nha. Rồi em tặng cho chị Lê Lanh này. Chị mấy chị đã chia sẻ cho em chưa? Chia sẻ cho em để bên em kiểm tra và tặng quà cho mấy chị. Chia sẻ nhiều nhiều cho em đi mấy chị ơi. 5 tới 10 lần giúp em nha. Chúc mừng chị yêu đã được một phần tóc bộ nha chị yêu Lê Lanh nha. Rồi Lê Lanh inbox liền cho em đi chị Lê Lanh ơi. Rồi tiếp theo chị nào đây? Tiếp theo tới lượt chị nào đây? Chia sẻ liền cho em đi mấy chị. Chia sẻ liền, bên em đang kiểm tra tới lượt chị nào đây ạ? À? Không biết tới lượt chị nào được bộ tóc rất là xinh như thế này đây mấy chị yêu ơi. Chia sẻ liền cho em nha mấy chị nha. Đây. Trời ơi, bộ tóc này rất là đã luôn á, không biết là bây giờ tới lượt ai đây ạ? À? Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình từ 5 tới 10 lần giúp em nha mấy chị nha. Em sẽ tặng kèm quà cho mình nè. Nhanh tay đi mấy chị ơi, nhanh tay nha mọi người ơi. Đó, chia sẻ like này giúp em nha mọi người nha. Anh đây chưa mở lòng cho xem bất kỳ. Thôi. Rồi, tiếp theo đi mọi người ơi, tiếp theo đi. Rồi, tới lượt em tặng cái khác nha. Chia sẻ like này đi mấy chị ơi, chia sẻ em tặng quà nha. Tiếp theo là phần búi hoa nha. Tặng búi hoa luôn nè, chia sẻ đi tặng búi hoa mấy chị ơi. Búi hoa chị giá 130 bên shop em nha. Trời ơi, búi hoa xinh ghê chưa. Tặng 10 suất thôi. Búi hoa này tặng 10 suất nữa nha. 10 suất búi hoa nào cho chị nào chia sẻ nè. Chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Rồi bây giờ em tặng 10 suất búi hoa này cho chị nào mà chia sẻ like này cho em nha mấy chị nha. Đó, búi hoa này xinh ghê chưa. Tặng 10 suất cho chị nào chia sẻ nè. Nhanh tay nè, búi hoa nè. Đó, búi hoa này sang lắm mấy chị ơi. 130 nha, búi hoa em tặng 10 suất cho chị nào chia sẻ nè. Chia sẻ càng nhiều thì em tặng thêm luôn mấy chị ơi. Chị nào mà chia sẻ nhiều em tặng thêm cho mấy chị luôn. 10 suất, 20 suất hay 100 suất cũng được nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ mạnh tay là em tặng quà cho mấy chị quá đã luôn. Trời ơi, chưa có shop nào mà chơi như em luôn á. Chỉ cần chia sẻ là em tặng quà. Nhiều shop khác còn phải nào là trả lời câu hỏi, phải đoán này đoán kia. Nhưng hôm nay shop em chi ơn khách hàng chỉ cần mấy chị chia sẻ vào trang cá nhân của mấy chị thôi. Thì đặc biệt shop em tặng quà ngay cho mấy chị, không cần đoán già đoán non, đoán chơi mini game gì hết. Chỉ cần chia sẻ thôi là đã có quà nha mấy chị nha. Đã tặng là không cần chơi mini game luôn. Chia sẻ giúp em thôi là em tặng quà cho mấy chị. Chia sẻ để làm gì? Để vào trang Facebook của mình đó, chị còn nhớ tới shop em đúng không ạ? Rồi để bạn bè của mấy chị còn biết tới shop em nha mấy chị yêu nha. Không cần chơi mini game, chỉ cần chia sẻ like này cho em thôi. Em sẽ tặng 10 suất tóc búi hoa này cho chị nào nè. 10 suất búi hoa rất là đẹp luôn. Chuẩn bị đọc tên nha. Chuẩn bị đọc tên nha mấy chị ơi. Rồi ok, đọc tên nè. Đọc tên ngẫu nhiên cho một chị yêu nha. Đọc tên ngẫu nhiên của một chị yêu nào đã chia sẻ like này nè. Đọc tên ngẫu nhiên nha. Chị nào đây? Rồi, hôm nay là em tặng cho mấy chị yêu nha, tặng rất là nhiều luôn, nãy giờ em đọc rất là nhiều chị nha. Chị nào đã được em đọc tên là em đã tặng quà cho mọi người luôn nha. Nhanh tay chia sẻ cho em nè. Chia sẻ nha. Rồi tiếp theo sẽ đọc ngẫu nhiên một chị yêu sẽ tặng một cái búi hoa nha. Rồi chị yêu ơi, chị yêu ơi, chị yêu Hoàng Ngân ơi. Chị yêu Hoàng Ngân nè, avatar mặc áo khoác gì đó nè. Chị được một cái búi hoa nha, chị Hoàng Ngân ơi. Chị Hoàng Ngân đâu, inbox liền cho em đi ạ. Hoàng Ngân inbox liền cho em nha chị Hoàng Ngân ơi. Một chiếc búi hoa này rất là sang luôn, tặng cho mấy chị yêu 10 suất nha. Đây rất là xinh luôn, chị nào nhanh tay để lại số điện thoại inbox cho em nha. Đặt quên rồi. Chị nào đã chia sẻ là em tặng cho mấy chị rồi nha. Nhanh tay nè, tiếp theo chị này được một suất búi hoa nè. Rồi một suất búi hoa cho chị Lê Châu nha. Đây, một suất búi hoa cho chị Lê Châu nè, quá đã luôn nè. Đó, chị Lê Châu đã chia sẻ nha. Một suất búi hoa cho chị Lê Châu nè. Lê Châu hình avatar này cho dễ biết nha. Hình avatar mặc áo màu xanh lá cây nè Lê Châu ơi. Lê Châu một suất búi hoa nha.
chia sẻ là tặng nha mấy chị ơi, chia sẻ đọc tên chị nào được tặng chị đó nha. Búi hoa này đã ghê chưa đó, bên em là tặng thôi không cần phải chơi mini game nha, chỉ cần chia sẻ cho em thôi à. Chia sẻ cho em đi mấy chị ơi, 5 tới 10 lần vào trang cá nhân của mình nha mấy chị nha, 5 tới 10 lần vào trang cá nhân của mình em sẽ tặng cho mấy chị nè. Rồi tiếp theo là chị nào đây ạ? Tiếp theo là chị nào đây ạ? Chị nào được em đọc tên thì chụp lại inbox liền cho em nha mấy chị nha. Một chiếc búi hoa rất là xinh luôn. Đây. Đó, đã ghê chưa? 10 suất nha, 10 suất búi hoa này cho chị nào chia sẻ nè. Trời nãy giờ em tặng quá trời quá đắt luôn, tặng rất là nhiều. Từ đầu livestream tới giờ tặng quá trời luôn nha mấy chị nha. Rồi còn ai chia sẻ nhiệt tình like này cho em không ạ? Chỉ cần mấy chị yêu nhiệt tình chia sẻ like này cho em thôi thì em sẽ kèm quà cho mấy chị nha. Đây là tặng quà thiệt luôn nha mấy chị. Chia sẻ là có quà. Jenny Bùi ơi, em đã tặng cho chị yêu một suất gì đó rồi đấy ạ. Inbox liền cho em Jenny Bùi nha. Rồi tiếp theo chị Nguyễn Hà Lê, một suất mà một suất búi búi hoa nè chị yêu ơi. Chị ơi nhanh tay nè, Nguyễn Hà Lê một suất búi hoa nha. Đây rất là xinh luôn, một suất búi hoa nè. Rồi mình sẽ tặng cho bạn Lê Thị Kiều Anh nha bạn yêu ơi, một suất búi hoa luôn nha. Lê Thị Kiều Anh inbox liền giúp em nha chị yêu nha. Rồi em đọc tên ngẫu nhiên cho chị yêu Lê Thị Kiều Anh, nhanh tay inbox liền cho em nha. Rồi tiếp theo một suất búi hoa này rất là xinh luôn nè. Đó, nãy giờ em đọc ngẫu nhiên và em kiểm tra rất là nhiều chị luôn. Nhớ chia sẻ like này cho em nha mấy chị yêu ơi. Chỉ cần chia sẻ thôi là mấy chị sẽ có quà nha. Rất là xinh luôn. Đây. Nhanh tay nha mấy chị ơi, rất là nhiều phần quà luôn nha. Chia sẻ mạnh tay giúp em nha mấy chị nha. Rồi tiếp theo em sẽ tặng thêm hết 10 phần búi hoa này nữa thì tiếp tục em sẽ chuyển qua bán hàng nha mấy chị yêu ơi. Hôm nay em tặng cho mấy chị từ đầu live tới giờ rất là nhiều rồi. Em tặng luôn, thẳng luôn nha. Đọc tên chị nào tặng ngay chị đó nha mấy chị nha. Rồi em tặng thêm cho mấy chị vài cái búi hoa nữa thì em sẽ vào live bán hàng nha mấy chị ơi. Rồi tiếp theo chị Nguyễn Hà Trâm, một chiếc mái thưa nha. Mấy chị nhớ theo dõi live này của em đi. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn, cực kỳ nhiều mẫu mã nha. Rồi đang một chiếc búi hoa cho chị đây. Chị này là Nguyễn Hà Trâm nè, mừng quá chị ơi hả? Rất là nhiều chị trúng luôn đúng không mấy chị? Mừng quá đúng không? Khỏi tốn tiền mua luôn, em tặng luôn trên like nha. Nguyễn Hà Trâm ơi, nhanh tay nè. Nguyễn Hà Trâm đã chia sẻ like này một chiếc búi hoa nha. Một chiếc búi hoa cho chị Nguyễn Hà Trâm nè, quá đã luôn nè. Rồi tiếp theo nè. Rồi nhanh tay đi mấy chị ơi. Nhanh tay nha, đọc tên ngẫu nhiên và đọc tên chị nào thì inbox liền giúp em chị đó nha. Rồi, đọc tên ngẫu nhiên một bạn Trong Anh nữa nè, đã chia sẻ rồi nha Trong Anh nha. Inbox liền vào Facebook cho chị yêu chị nha Trong Anh ơi, tặng cho Trong Anh một phần quà, một chiếc búi hoa nha. Rồi, đây Trong Anh nè, đó bạn Trong Anh nha. Rồi, một chiếc búi hoa nha bạn Trong Anh ơi, inbox liền cho em nha. Nha Trong Anh nha, một búi hoa nè. Đó. Đọc tên chị nào là đã tặng quà chị đó nha, inbox liền cho em nha. Nãy giờ tặng nhiều lắm luôn á. Trời ơi, tặng mà muốn banh rạp luôn á chị ơi. Tặng quá trời quá đắt luôn, chỉ cần chia sẻ nhiệt tình cho em thôi là sẽ tặng quà nha. Và hôm nay nè, khi mấy chị mua hàng bên em vẫn kèm quà cho mấy chị luôn. Rồi Hồ Hà Viên ơi, một suất nữa nè. Hồ Hà Viên ơi, một suất búi hoa cho chị yêu nữa nha. Hồ Hà Viên nha, một suất búi hoa cho chị yêu đã chia sẻ like này cho em nè. Ok bạn bạn mình nha, bạn nào được mình đọc tên tặng quà thì nhớ inbox liền cho mình nha. Mình đọc tên bạn nào thì mới inbox cho mình nha mấy bạn. Còn mấy bạn nào mình không đọc tên thì đừng inbox nha. Rồi ok nè, đó một sub cho bạn yêu này tên là Hồ Hà Viên nha. Bạn yêu ơi inbox liền cho mình nha bạn yêu nha. Chỉ cần chia sẻ vào trang cá nhân của mình thôi, từ 3-4 lần hay 5-10 lần là em tặng cho chị đó nha. Chia sẻ mạnh tay giúp em nha mấy chị. Chia sẻ là em sẽ tặng quà nè. Rồi chị yêu nào nữa đâu ạ? Đây tiếp theo là suất búi hoa nè. Nhanh tay chia sẻ cho em nha. Rồi ok bạn Lương Mỹ Linh nha. Rồi bạn xe quá trời luôn, mình tặng cho bạn Lương Mỹ Linh một cái búi hoa này luôn nha bạn nha. Chia sẻ quá trời luôn hả bạn Lương Mỹ Linh ơi. Tội nghiệp bạn quá à.
Ok chị Lê Miền luôn nha, Lê Miền một suất búi hoa luôn nha, chia sẻ quá trời, chia sẻ mệt luôn hả chị yêu ơi. Một suất búi hoa luôn nha Lê Miền nha. Đây quá đã luôn. 160 quen búi hoa này 130 nha. Rồi còn chị nào chia sẻ nữa không? Chuẩn bị hết 10 suất búi hoa này rồi nè. Chia sẻ nhanh để được em đọc tên nha. Rồi tiếp theo chị nào chia sẻ nhanh và em đọc tên ngẫu nhiên chị nào là tặng quà chị đó nha. Rồi tiếp theo chị Ly Ly nè, chị Ly Ly ơi. Tiếp theo chị yêu Ly Ly nè, đó một suất búi hoa cho chị Ly Ly đã chia sẻ nha Ly Ly ơi. Ly Ly đã chia sẻ like này cho mình một suất búi hoa luôn nha Ly Ly nha. Rồi nhanh tay nè. Rồi chuẩn bị em sẽ qua bán hàng nha mấy chị yêu ơi. Nãy giờ em tặng rất rất là nhiều cho mấy chị yêu rồi. Thì em thank you mấy chị yêu đã chia sẻ like này cho em nha mấy chị nha. Em đọc tên chị nào là em đã tặng quà cho mấy chị đó rồi đấy ạ. Nhớ là inbox liền giúp em nha mấy chị nha. Rồi bây giờ thì em sẽ qua độ tóc nguyên đầu và em sẽ bán hàng cho mấy chị yêu xem. Chị nào đang muốn sở hữu tóc giả này thì nhanh tay xem mẫu rất là nhiều mẫu. Đặc biệt hôm nay mấy chị đặt hàng trên live, em sẽ tặng kèm một cây lược và một cái lưới chùm đầu chị giá 70.000 cho mấy chị luôn. Lược và lưới chùm đầu chị giá 70.000 cho chị nào mà chia sẻ livestream của em ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ em lên tóc nguyên đầu rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Rồi bây giờ mấy chị yêu ơi, giờ em qua bán hàng nha mấy chị nha. Tại nãy giờ em tặng cho mấy chị từ đầu like tới giờ rất là nhiều rồi. Mấy chị nhớ ở lại theo dõi cái like này với em nha. Đây bây giờ em sẽ lên rất là nhiều mẫu tóc bộ cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Trời ơi, nãy giờ em tặng rất rất là nhiều rồi đấy ạ. À. Rồi chị nào á mà hôm nay chưa được tặng á, chưa được em đọc tên á thì mấy chị yêu ơi, hẹn mấy chị trưa ngày mai tiếp nha. Và nhớ là đừng quên ở lại xem like này với em nha mấy chị, rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Đây bây giờ em sẽ lên nguyên đầu cho mọi người xem. Nguyên đầu bên em rất là xinh luôn nha. Bây giờ em sẽ lên nguyên đầu nè. Giờ em sẽ lên nguyên đầu xoăn chấm ngực cho mấy chị yêu nha. Nguyên đầu xoăn chấm ngực này bên em rất là xinh luôn. Đặc biệt hôm nay, trời ơi, mấy chị ơi, mấy chị đừng có buồn em. Hôm nãy giờ em tặng rất là nhiều rồi đó mấy chị yêu ơi. Em tặng cực kỳ nhiều rồi nha. Rồi bây giờ em sẽ lên nguyên đầu xoăn chấm ngực này nè. Chị giá là 250.000. Một bộ tóc như thế này bên em bán 250.000. Nhân sắp em còn tặng kèm một cây lược và một cái lưới chùm chị giá là 70.000 cho mấy chị nữa nha. Rồi bây giờ em sẽ lên mẫu này cho mấy chị xem rất là xinh luôn. Nhớ là chia sẻ em sẽ có quà cho mọi người nha. Đây, mẫu này rất là xinh luôn nè, ai đặt mẫu này thì chốt mã giúp em nha. Nguyên đầu hôm nay em sale banh nhà luôn, chỉ còn có 250 một bộ thôi à. Ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em nha. Nguyên đầu là 250, ngoạm là 150 nha bạn yêu nha. Ngoạm là shop mình bán 150 nha. Rồi bạn yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp mình nha. Mẫu này rất là xinh luôn đấy ạ. À. Mẫu này của shop mình có mã là 8170 nha mấy bạn nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt liền giúp mình nè. 8170 cộng màu cộng số điện thoại giúp em. Mẫu này bên em có màu sô-cô-la, nâu vàng và màu, có hai màu cho mấy chị yêu lựa chọn nha. Rồi chị nào thích mẫu này thì chốt nhanh tay giúp em nè. Tóc giả bên em có rảnh da đầu y chang là tóc thì của mình luôn. Mấy chị ơi ngừng nha, ngừng báo đã chia sẻ giúp em, bây giờ em qua bán hàng nha mấy chị yêu nha. Chị yêu nào thích mẫu nào thì để lại mã hàng cộng màu cộng số điện thoại giúp em thì bên em sẽ có nhân viên liên hệ để chốt đơn hàng cho mấy chị nha. Rồi nhanh tay đặt hàng mẫu này giúp em nè mấy chị ơi, rất là xinh luôn nha. 8170 sô cô la cộng ngay số điện thoại giúp em hoặc 8170 nâu vàng, mẫu này rất là xinh nha. Bạn nào muốn xem kẹp chị ô thì inbox Facebook giúp mình nha. Trên like này thì mình sẽ hỗ trợ mấy bạn xem tóc nguyên đầu nha. Rồi bạn yêu nào lấy mẫu này thì chốt nhanh tay giúp mình, rất là xinh luôn đúng không ạ. Đặc biệt hôm nay trên live ngày hôm nay em sẽ tặng kèm một cây lược và một cái lưới chùm đầu trị giá là 70.000 cho mấy chị đặt tóc nguyên bộ trên live nha. Hôm nay chị nào mà đặt tóc nguyên bộ trên live là em sẽ tặng kèm một cây lược và một cái lưới chùm đầu cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì chốt nhanh tay giúp em nè. Rất là xinh luôn đúng không ạ? 8170 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. 8170 màu em đang đội là màu chocola nha mấy chị yêu ơi. Rồi chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Chị yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng nhanh tay giúp em nè. Mã cộng màu cộng số điện thoại là sẽ được em chốt hàng nha mấy chị nha. Rồi sau mẫu này tiếp theo em sẽ qua nguyên đầu khác nha mấy chị nha. Nguyên đầu xù dài bên em rất là xinh luôn. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em là 8170 sô cô la cộng ngay số điện thoại giúp em nha. Nguyên đầu xoăn chấm ngực rất là xinh luôn đấy ạ. À. Bây giờ tiếp theo em sẽ qua nguyên đầu thù dài nha mấy chị nha. Chị nào đặt hàng để lại mã hàng cộng màu cộng số điện thoại, nhân viên shop em sẽ trực tiếp liên hệ cho mình để chốt đơn hàng nha mấy chị nha. Rồi nguyên đầu thù dài này rất là dễ thương luôn.
Chị em nào thích nguyên đầu sồi dài này thì chốt liền giúp em nha. Tóc giả bên em là hàng tơ cao cấp nha mấy chị nha. Hàng tơ cao cấp rất là xinh nha. Rồi bạn nào lấy cái này thì chốt liền giúp em nè. 34 nâu vàng cộng ngay số điện thoại giúp em nha. 34 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em. Mẫu này rất là dễ thương đúng không ạ? Mẫu này cực kỳ xinh nha. 34 nâu vàng kèm liền số điện thoại giúp em sẽ chốt đơn cho mình nha. Hôm nay chị nào mà chốt đơn ngay trên line này á là em sẽ tặng kèm một cây lược và một cái lưới chùm đầu trị giá là 70.000 cho mấy chị nha. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em 34 cộng ngay số điện thoại giúp em với ạ. 34 kèm ngay số điện thoại cho em nha mấy chị yêu ơi, quá tuyệt vời cho mẫu này luôn. Chị nào mà không lên đơn mẫu này rất là uổng luôn đúng không ạ? Cái này mấy chị đổi đi chơi nè, đi du lịch, đi tiệc rất là xinh nha. Đi chơi đi du lịch rất là tuyệt vời nha mấy chị nha. Rồi ok bạn Hồng Nhung nha, đây là ngoặm thẳng bên nhà mình nha. Ngoặm thẳng mình đang sale với giá 150 nha bạn Hồng Nhung nha. Bạn lấy ngoặm thẳng thì chốt giúp mình ngoặm thẳng dài cộng số điện thoại nha. Đây là ngoặm thẳng dài nhất bên mình đang sale còn 150.000 nha. 150.000 một cái ngoặm này nha. Ngoặm thẳng dài cộng số điện thoại giúp mình rất là xinh luôn. 150 mình có 3 màu nha bạn nha. 3 màu, màu đen, nâu vàng, nâu sô cô la. Bạn nào đặt hàng thì chốt giúp mình nè. Ngoặm thẳng dài cộng màu cộng số điện thoại giúp mình nha. Rồi tiếp theo bạn nào đặt hàng ở đâu ạ? Bạn nào đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại cho mình nha. Chỉ cần để lại mã hàng và số điện thoại thì bên mình chắc chắn sẽ chốt đơn cho mấy bạn nha. 34 nâu vàng kèm liền số điện thoại giúp em nè. Thank you mấy chị yêu nhiều nha, đảm bảo với mấy chị luôn. Tóc giả bên em cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Y chang như là tóc thiệt nha. Em không có cột thẳng rồi, em chỉ có cột xăng thôi nha chị Tiên Tiên nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt nhanh giúp em là 34 cộng ngay số điện thoại giúp em nha. Rồi tiếp theo em sẽ qua mẫu khác nè. Nhanh tay đặt hàng để lại mã hàng và số điện thoại giúp em nha mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu xăng ngang lưng nè. Rồi Lê Mỹ Hạnh ơi, đúng rồi chị yêu ơi, màu đó là màu nâu vàng nha chị. Còn màu sô-cô-la nó sẽ là màu tối như thế này nha. Tóc này y chang như là tóc thiệt của mình luôn. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay lên đơn liền giúp em. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại giúp em. Lê Mỹ Hạnh ơi, để lại số điện thoại và mã hàng giúp mình nha chị yêu nha. Tiếp theo em sẽ qua màu xanh ngang lưng này rất là xinh luôn. 74 nha. 74 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em. Mẫu này cực kỳ xinh nè. 74 sô-cô-la, chị em nào đặt hàng thì chốt liền giúp em nha. 74 sô-cô-la xăng ngang lưng, mấy chị thấy mẫu này sao ạ? Rất là tuyệt vời luôn đúng không mấy chị ơi? Em đang xem chỉ còn có 250 thôi nha. Nguyên đầu xăng ngang lưng này em đang xem chỉ còn có 250 nha. Ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em là 74 cộng số điện thoại giúp em nè. Xem kiểu chọn màu giúp em nha mấy chị ơi. Tất cả các mẫu mà em đang like ngày hôm nay á là hầu hết nè. Đây, hầu hết là em đều có hai màu đó là nâu vàng và nâu sô-cô-la nha. Anh ơi, Lê Dương Bảo Lâm nói là cho xem, cho chồng gì đó, cho xem chồng em kìa. Đây, anh lấy cái này thì chốt giúp em nha. 74 sô-cô-la cộng số điện thoại giúp em nha mọi người nha. Đây, 74 sô-cô-la cộng số điện thoại giúp em sẽ chốt hàng cho mấy chị nha. Nhanh tay nè, đó, đẹp ghê chưa, nhanh tay nha. À, cho số chồng em. Cho số chồng em mà tưởng cho. Anh ơi, anh inbox cho em đi, em nhắn tin số chồng em qua cho. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt nhanh giúp em nha. 74 sô-cô-la cộng số điện thoại giúp em. Hoặc là 74 nâu vàng em sẽ chốt hàng cho mình nha. 74 sô-cô-la hoặc 74 nâu vàng em sẽ chốt đơn cho mình nha. Nhanh tay chia sẻ và đặt hàng liền giúp em nha mấy chị ơi. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Rồi tiếp theo em sẽ qua mẫu nguyên đầu xăng ngang vai nha. Ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em nha. Rồi ok anh, lát nữa em sẽ trả lời. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt giúp em là 74 nha. Tiếp theo em sẽ qua nguyên đầu xăng ngang vai nha. Xăng ngang vai này rất là xinh luôn nè. Ai lấy xăng ngang vai thì chốt giúp em nha. Rồi ok bạn, mấy bạn nào đặt hàng nhớ để lại mã hàng và số điện thoại thì bên mình sẽ có nhân viên chốt hàng cho mấy bạn nha. Rồi bạn nào chỉ cần để lại mã hàng và số điện thoại nha. Đây, bây giờ mình sẽ qua nguyên đầu xăng ngang vai nha. Nguyên đầu xăng ngang vai này nha, là có mã là 1804 nha.
Đây bạn nào lấy cái này thì chốt giúp em nha, 1804 kèm số điện thoại giúp em nè. 1804 cộng màu cộng số điện thoại giúp em. Trời ơi xoăn ngang vai đẹp ghê chưa. Tóc giả này nè là y chang là tóc thiệt của mình luôn. Mấy chị yêu tha hồ bấm kéo uống duỗi thoải mái nha mọi người nha. Nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại giúp em. Mẫu này cưng ghê chưa. Em đang sale chỉ có 250.000 nha. Ok bạn Nguyễn Hải Vân mình chốt đơn cho bạn nha. Mấy bạn ơi tóc giả này là y chang là tóc thiệt của mình luôn. Mấy bạn có thể bấm kéo uống duỗi được thoải mái nha, và có thể thắt bính tạo kiểu được, đi chơi đi tiệc được luôn nha. Ok bạn Giang Lê mình chốt cho bạn luôn nè. Rồi bạn yêu nào thích mẫu này thì chốt liền giúp em nha. 1804 kèm ngay số điện thoại giúp em. Mẫu này shop em có nâu vàng và nâu sô cô la nha. Em có hai màu cho mọi người lựa chọn, đó là nâu vàng và nâu sô cô la. 1804 kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Không bao giờ miễn ship nha bạn yêu ơi. Ship tỉnh đồng giá 35.000 phí ship giúp em. Ship thành phố Hồ Chí Minh là 20.000 nha. Rồi bạn nào lấy mẫu này thì chốt nhanh tay giúp mình để mình qua mẫu khác nha. Đó. 1804 cộng ngay số điện thoại giúp em nha. 1804 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Rồi tiếp theo em sẽ qua mẫu khác nha mấy chị nha. Em sẽ qua mẫu khác nè. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. 1804 kèm ngay số điện thoại giúp em. Rất là xinh luôn ạ. Đây rất là tuyệt vời nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu cúc ngắn cho mấy bạn xem nè. Bạn nào đặt hàng thì nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại giúp mình nha. Chỉ có ngay trên live ngày hôm nay thì mình mới tặng kèm quà trị giá là 70.000 cho mấy bạn nha. Rồi đây bây giờ mình sẽ cúp ngắn nè. Mấy chị ơi đặt quần hàng ngay trên line này em sẽ tặng luôn cái lược cho mình luôn nha. Khỏi tốn tiền mua lược nha mấy chị nha. Rồi đây. Đây nguyên đầu cúp ngắn này rất là xinh nè. 3030 cộng ngay số điện thoại giúp em nha. Đây. Đây mẫu này rất là xinh luôn nè. Tiếp theo chị nào đấy ạ? Chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại giúp em nha. Em đang xem tóc bộ này chỉ có 250 thôi. Mấy chị thấy đẹp ghê chưa? Trời ơi cái này mà mấy chị đi chơi, đi tiệc, đi du lịch rất là tuyệt vời luôn. Ở ngoài á con. Rất là tuyệt vời luôn. Mình đang xem chỉ có 250 thôi nha. Rồi bạn nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nè. 3030 cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình nha. Mẫu này mấy chị thấy sao ạ? Rất là xinh luôn đúng không mấy chị ơi? Cực kỳ xinh nha. Rất là trẻ trung luôn nè. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. 3030 cộng ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha mấy chị nha. Đó mấy chị thấy có rãnh da đầu nè, y chang như là tóc thiệt của mình luôn. Mấy bạn có thể dùng được nhiệt độ nóng, bấm kéo uống duỗi thoải mái luôn nha mấy bạn nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp mình. Mình có 3 màu cho mấy bạn lựa chọn. Màu đen, nâu vàng và nâu sô cô la. Màu đen, nâu vàng và nâu sô cô la. Mấy chị thích màu nào thì chốt giúp em màu đó nha. Để lại mã hàng cộng màu cộng số điện thoại giúp em. Trời ơi, nói thiệt với mấy chị một bộ tóc này 250 quá rẻ luôn. Và em còn tặng kèm quà cho mấy chị trị giá là 70.000 ngay trên live ngày hôm nay nha. Ai thích mẫu cúp ngắn này thì chốt hàng liền giúp em. 3030 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nè. Nhanh tay đặt hàng để lại mã hàng và số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Rất là xinh luôn. 3030 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em. 250.000 mẫu này cực kỳ xinh nha mấy chị nha. Ok chị yêu Đỗ Tâm Như em chốt cho chị yêu luôn nha. Chị nào để lại mã hàng và số điện thoại thì chắc chắn em đã chốt đơn cho mấy chị rồi. Không cần em đọc tên em vẫn chốt hết hàng không sót chị yêu nào nha. Rồi tiếp theo sẽ qua mẫu nha. Ok mọi người nè, nhanh tay đặt hàng nè mấy chị ơi. Rất là xinh luôn, cực kỳ nhiều mẫu đẹp nha. Bây giờ em sẽ lên nguyên đầu xăm dài nhất của bên shop em cho mấy chị xem nha. Lên nguyên đầu xăng dài nhất với chị ơi, nhớ đừng quên chia sẻ like này giúp em và chia sẻ like này thì em sẽ tặng kèm quà cho mấy chị nữa nha. Tặng kèm lược và lưới chùm đầu cho chị nào mà đặt hàng ngay trên like luôn nha. Bây giờ em sẽ lên nguyên đầu xăng dài 38 nè. 38 xăng dài nè, em có nâu vàng và nâu sô-cô-la nha. 38 xăng dài nha. Đây. Nguyên đầu xăng dài này rất là xinh luôn nha. 38 xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em. Nguyên đầu xăng dài này em đang bán với giá 250 nha. Sale 250.000 ngay trên live luôn nè. Chị nào đặt mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. 38 xăng dài cộng ngay số điện thoại giúp em. 38 xăng dài nha mấy chị nha. Nguyên đầu xăng dài này rất là xinh nè. Ok chị Nam Liên em chốt cho chị yêu luôn nha. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này thì chốt nhanh giúp em với ạ. Đây 38 xăng dài kèm ngay số điện thoại đẹp quá mấy chị. Mẫu này quá tuyệt vời đúng không ạ? Đổi cái này mấy chị đi chơi nè, đi tiệc đi du lịch rất là xinh nha. Rồi, trẻ yêu nào lấy mẫu này thì chốt liền giúp em. Tóc này mấy chị có thể thắt bính tạo
kiểu thoải mái nha. Có nha chị ơi, rất là nhiều mẫu luôn á. Chị nào thích mẫu nào thì để lại mã hàng và số điện thoại nha. Nhân viên shop em sẽ trực tiếp liên hệ cho mấy chị để chốt đơn hàng nha mấy chị nha. 38 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Xinh ghê chưa nè. Mấy chị thấy không? Nó giống y chang là tóc thiệt của mình luôn. Nếu như em không like nói tóc giả thì không bao giờ mấy chị biết em đang đổi tóc giả đúng không ạ? Cực kỳ tự nhiên, y như tóc thiệt của mình luôn nha. Đi tiệc mà mấy chị đổi mấy cái này thì quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Nhất là đi chơi chẳng hạn, nhiều khi mình là tóc mình mắc công làm kiểu tạo kiểu nè, thì thay vì đó mình sở hữu ngay mẫu này cho em nha mấy chị nha. 38 xăm dài kèm ngay số điện thoại giúp em. Rồi chuẩn bị em sẽ lên nguyên đầu thẳng dài nha. Chuẩn bị em sẽ lên nguyên đầu thẳng dài cho mấy chị đặt hàng nha. Ai đặt hàng thì nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại giúp em nè. Là 38 xăm dài kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. 38 xăm dài em sẽ chốt hàng cho mấy chị nè. Rồi bây giờ em sẽ lên tóc thẳng dài nha mấy chị ơi. Thẳng dài màu sô-cô-la rất là xinh luôn. Thẳng dài em cũng có 3 màu nha. Màu đen, nâu vàng, nâu sô-cô-la nha. Chị nào thích thì đặt hàng liền giúp em nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt luôn cho mình nè. 7007 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Đó, xinh ghê chưa? 7007 sô-cô-la nha mọi người nha. Nguyên đầu thẳng dài này rất là xinh luôn nè. Mã của nó là 7007 nha. Màu em đang xài là màu sô-cô-la nha mấy chị nha. Ai thích mẫu này thì chốt hàng liền giúp em. 7007 sô-cô-la nè. Chị ơi, xăng ngắn là khi nãy em có đổi mã là 1804 là nguyên đầu xăng ngang và ở bên shop em nha chị yêu nha. Rồi em sẽ đổi lần lượt hết tất cả các mẫu ở bên shop em cho mọi người xem. Nhớ là để lại mã hàng và số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên liên hệ cho mình để chốt đơn hàng nha. Rồi nguyên đầu thẳng dài xinh ghê chưa? Mã của em này là 7007 nha, ai đặt hàng thì chốt giúp em nè. 7007 kèm ngay số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Nguyên đầu thẳng dài rất là xinh luôn đúng không ạ? Đây. À, rất là xinh luôn nè. 7007 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Thank you bạn bạn pin nhiều nha. Rồi bạn yêu nào lấy mẫu này thì chốt liền giúp mình nè. 7007 kèm ngay số điện thoại giúp em. Nguyên đầu thẳng dài màu em đang xài là màu sô-cô-la. Em có sô-cô-la nâu vàng nha. Sô-cô-la nâu vàng và có cả màu đen nữa. Mấy chị yêu thấy chắc tóc không ạ? Chắc tóc quá tuyệt vời luôn nha mọi người nha. Chắc tóc cực kỳ bóng mượt luôn nè. Rồi ok chị Tuyền Ngọc Nguyên em chốt với chị yêu nha. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha mấy chị ơi. Rồi đặt hàng trên like là sẽ tặng kèm lược và lưới chùm trị giá là 70.000. Nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại giúp em nha. Quá xinh cho mẫu này luôn đó, mình có thể vén tay nè. Đó, vén tay rất là tuyệt vời luôn, 250 nha mọi người nha. Rất là xinh luôn đúng không ạ? Chị nào thích thì chốt hàng liền giúp em, nhìn mình đổi cái này rất là thùy mị luôn á. Em rất là kết mẫu này nha, đổi tóc thẳng nhìn mình rất là thùy mị luôn nha. Ai thích thì để lại ngay mã hàng và số điện thoại giúp em. Cực kỳ thùy mị luôn, 250.000 thôi. Em có nâu vàng, sô-cô-la và màu đen nha. Rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nào. Rồi tiếp theo em sẽ qua mẫu khác nha mọi người nha. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. Bây giờ em sẽ qua xăm chấm ngực màu nâu vàng nha mấy chị nha. Rồi ok chị đồ gỗ Phương Anh em chốt cho chị yêu nè. Qua xăm chấm ngực màu nâu vàng nha. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại giúp em nha mấy chị. Em sẽ tặng kèm lược cho mọi người luôn nha. Đây xăm chấm ngực màu nâu vàng này rất là xinh luôn nè. Mã của nó là 8170 nha. 8170 nâu vàng kèm số điện thoại giúp em nè. Nguyên đầu xăm chấm ngực nha. Ok chị đồ gỗ Phương Anh em chốt với chị yêu đồ gỗ Phương Anh nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nè. Đây rất là xinh luôn. 8170 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em. Hoặc là 8170 sô-cô-la nha. Đây màu em đang xài là màu nâu vàng rất là tuyệt vời luôn nè. Đó. Chế nào thích xăng chấm ngực đâu ạ, chốt ngay mẫu này giúp em nha. Không quá dài cũng không quá ngắn, rất là xinh luôn đúng không ạ? Nhanh tay để lại mã hàng cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. 8170 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em. Mẫu này rất là xinh luôn, em bán cực kỳ chạy nha. Mẫu này em bán rất là chạy luôn đấy ạ. Màu em đang đổi là màu nâu vàng nha. Chị nào thích màu tối hơn thì có thể chọn màu sô-cô-la nha. 8170 kèm ngay màu và số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Không cần em đọc tên em vẫn chốt hàng không sót chị yêu nào. Chỉ cần để lại mã hàng và số điện thoại là em sẽ chốt hàng cho mình nha. Rồi nhanh tay đi mấy chị ơi, chị nào đặt hàng nữa đâu ạ? Chị nào đặt hàng nữa đâu ạ? Nhanh tay chia sẻ like này cho em nha. Rồi 8170 kèm liền số điện thoại cho em nha. Xinh lắm luôn đấy ạ. 250 một bộ này thôi nha mọi người nha. 250.000 nha.
Đặc biệt là hôm nay em còn tặng kèm lược cho mấy chị giá là 50 ngàn nữa nha. Một cây lược luôn và một cái lưới chùm đầu nha. Chị có chốt ngay trên line mới có quà nha. Ok chị Thủy Tinh, em chốt cái chị Thủy Tinh nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nha. Em qua mẫu khác nha mấy chị ơi. Chị nào đặt hàng thì chốt nhanh nhanh tay giúp em nha mọi người nha. Rồi đây bây giờ em sẽ like tóc ngoặm cho mấy chị xem. Một cái đuôi ngoặm này em đang sale với giá 150 nha. Ai đặt tóc đuôi này ngoặm này thì chốt giúp em nè. Ngoặm này 150 nha. Đây. Đây nha mấy chị ơi, đây nha, ngoặm này em đang sale còn 150 nha. Ai đặt hàng giúp em là ngoặm xoăn dài cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Ngoặm xoăn dài cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nè. Ngoặm đuôi này em đang sale còn 150 ngàn nha. Chị nào thích ngoặm đuôi này thì chốt hàng liền giúp em. Ngoặm xoăn dài cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình nha. Ngoặm xoăn dài cộng màu cộng số điện thoại em có tới 3 màu lận nha mấy chị ơi. Màu đen, nâu vàng, nâu sô cô la cho cái ngoặm xoăn dài này nha. Ai lấy ngoặm xăng dài này thì chốt lại tay giúp em với à. Ngoặm này rất là sang luôn nha. Ok chị Thảo Nguyễn, em chúc cho chị Thảo Nguyễn nha. Đây này mấy chị ơi, ngoặm sang lắm luôn á. Đi chơi đi tiệc hay đi đâu mấy chị xài cái đuôi ngoặm này rất là xinh nha. Em đang sale chỉ còn có 150 ngàn thôi nha mấy chị ơi. Chị nào thích mẫu này thì chốt giúp em nha. 150 thôi, bình thường em bán 180 nha. Nhưng mà hôm nay trên live em sale còn 150 nha. Ok chị Kim Ánh Dương nè, ok chị Thương Phạm nha. Ngoặm xoăn ngắn cũng sang không kém đúng không mấy chị? Trời ơi, ngoặm xoăn ngắn rất là sang luôn nè. Chị nào thích thì chốt liền giúp em nha. Ngoặm xoăn ngắn em cũng có 3 màu, màu đen, nâu vàng, nâu sô cô la nha. Chị yêu nào lấy ngoặm xoăn ngắn thì chốt liền giúp em nha. Ngoặm xoăn ngắn kèm ngay số điện thoại sẽ chốt hàng cho mình nè. Ngoặm ngắn sang lắm mấy chị ơi, 150 thôi nha. Ngoặm xoăn ngắn kèm liền số điện thoại giúp em nè. Đó, rất là sang luôn, 150 ngàn nha. Ai lấy ngoặm xoăn ngắn này thì chốt liền giúp em nè. Rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nha. Ngoặm xoăn ngắn hoặc ngoặm xoăn dài kèm ngay số điện thoại sẽ chốt đơn cho mình nha. Ngoặm này rất là dễ xài luôn, mấy chị chỉ cần cột tóc thiệt của mình lên, sau đó mấy chị cạp cái này vào thôi là xong, cực kỳ dễ xài nha mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ lên nguyên đầu xoăn ngắn nha. Xoăn ngắn cho mọi người xem nè, 3038 này rất là xinh nè. Nguyên đầu xoăn ngắn này cực kỳ trẻ trung luôn, rất là dễ thương nha. Chị nào thích mẫu nào thì nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Đây, 3038 kèm ngay số điện thoại giúp em. Đây nha, ai đặt cái này thì chốt hàng liền giúp em nè. 3038 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình nha. Nguyên đầu nè, xăng ngắn 3038 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Rất là xinh luôn, 250 ngàn nha. 3038 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Đó, dễ thương ghê chưa, mẫu này rất là cute nha. Ai đặt hàng thì chốt nhanh giúp em nè. Rồi chị Nam Liên ơi, kèm số điện thoại giúp em nha chị Nam Liên nha. Chị Hà Tố Tố kèm số điện thoại giúp em nha. Chị nào đặt hàng thì để lại số điện thoại, nhân viên của bên em sẽ liên hệ cho mình nha. Sẽ có nhân viên liên hệ cho mấy chị yêu để chốt đơn hàng nha. Nhớ là để lại mã hàng và số điện thoại giúp em nè. Rồi 3038 cho mẫu này rất là xinh luôn nè. Ok chị Hà Tố Tố em chốt cho chị yêu nha. Rồi chị nào thích tóc xoăn ngắn này thì chốt hàng liền giúp em nha. 3038 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình. Mẫu này cực kỳ xinh luôn, em đang sale chỉ còn có 250 nha. Đang sale còn 250 ngàn nha. Rồi xong mẫu này em sẽ qua mẫu khác nè. Xong mẫu này em sẽ qua mẫu khác nha. Ok chị Lương Liên em chốt cho chị Lương Liên nha. Mẫu này cưng lắm á mấy chị ơi, 250 thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nè. Rồi em sẽ qua mẫu nguyên đầu xoăn dài bên em, màu sô-cô-la nha. Xoăn dài màu sô-cô-la nè. Hôm nay chị nào đặt hàng trên line này là em tặng kèm lược cho mọi người nữa nha. Nhớ là chia sẻ để em tặng lược cho mấy chị nha mấy chị ơi. Chia sẻ để em tặng lược cho mọi người nha. Rồi tiếp theo em sẽ qua xoăn dài màu sô-cô-la nè, 38 xoăn dài sô-cô-la nha. Chị nào đang xem live thấy thích mẫu nào thì để lại ngay mã hàng cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ chốt hàng cho mình nha. 38 xăng dài cộng ngay số điện thoại giúp em. Đây, 38 xăng dài kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. 38 xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em. Nguyên đầu xăng dài này có mã là 36 màu sô-cô-la nha. 36 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nha mấy chị. Rất là xinh luôn đúng không ạ? Nguyên đầu xăng dài này cực kỳ xinh nha. Mã của nó là 36 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Đó, em đang xem chỉ còn có 250 thôi. Rồi ok chị nha. Có tóc hai mái nha chị, lát nữa em sẽ lên hai mái nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nè.
36 xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Nguyên đầu xăng dài này nha mấy chị ơi. Đây rất là xinh luôn nha. Ok chị Kim Ánh Dương nha. Ok chị Hà Nhất em chốt cho mọi người nha. Để lại ngay mã hàng và số điện thoại giúp em có họng xù nha chị Lệ Giang nha. Rồi ai lấy xăng dài này thì chốt liền giúp em nè. 36 sô cô la kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mấy chị nha. 36 sô cô la kèm số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mọi người nha. Nguyên đầu xăng dài này rất là xinh luôn đúng không ạ? Cực kỳ xinh nha, em đang sale chỉ còn có 250 thôi nha mấy chị ơi. 36 sô cô la kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Xong cái này em cho chị yêu xem ngọc dập xù nha. Xăng dài này đẹp lắm luôn á, chị nào thích thì chốt hàng liền giúp em nha. 36 sô cô la cộng ngay số điện thoại giúp em nè. Rồi xong mẫu này em sẽ qua mẫu khác nha mọi người nha. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền tay để em chốt đơn cho mình. Rồi đây bây giờ em sẽ lên ngọc xù nè. Mầm xù đang 150 chị ơi, mầm xù dễ thương lắm luôn á. Chị nào đặt hàng thì chốt liền giúp em nha. Đây mầm xù đây. Mầm xù em đang sale còn 150 luôn nha. Chị nào đặt mầm nào thì chốt liền giúp em mầm đó, em sẽ chốt hàng cho mình nha. Đặc biệt là tóc giả này mấy chị chải thoải mái luôn á. Đây mầm xù đây. Để em chải xong rồi em sẽ mầm lên cho chị xem nha. Tóc giả này là mấy chị gột chải thoải mái luôn nha. Đây là mầm xù dài nè, nó dễ thương nghe chưa. Một cái đuôi tóc mầm xù như thế này là 150 nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt giúp em mà mầm xù dài cộng ngầu cộng số điện thoại giúp em nè. Em đang sale còn 150.000 nha. Mầm xù dài kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Mầm xù này em có 3 màu cho mọi người lựa chọn nha. Màu đen, nâu vàng, nâu sô-cô-la. Rồi đây là mầm ngắn nè chị ơi. Chị Bảo Long Đoàn nha, ngậm ngắn đây chị ơi, được thì chốt luôn giúp em nha. Em có màu đen, nâu vàng và nâu sô-cô-la nha. Ai lấy ngậm xù hay ngậm xăng ngắn thì kèm ngay số điện thoại giúp em. Rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nha. Ai đặt ngậm thì chốt liền giúp em đang sale 150 thôi nha mấy chị. 180.000 mà em sale còn 150 nha. Rồi tiếp theo em sẽ đổi tóc thẳng dài nha. Thẳng dài màu nâu vàng nha mấy chị. Em lên tóc thẳng dài nâu vàng cho mọi người xem nha. Ai đặt hàng thì chốt nhanh tay giúp em nè. Trời ơi, tóc kẹp là em không livestream nha. Chị nào muốn xem tóc kẹp thì inbox giúp em nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên tóc nguyên đầu thẳng dài cho mọi người xem. Nguyên đầu thẳng dài này có mã là 7007 nè. 7007 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Em đang sale còn 250.000 nè. 7007 nâu vàng kèm số điện thoại giúp em nha. Đây mẫu này rất là xinh luôn nè. Nguyên đầu thẳng dài 7007 kèm ngay số điện thoại giúp em nha. 250.000 bộ này cực kỳ xinh nha mấy chị nha. Rồi xong mẫu này rồi nè. Ai đặt mẫu này thì lên đơn liền giúp em nha. Ok chị Hà Tố Tố em chốt với chị rồi nha. Chỉ cần mấy chị để lại số điện thoại là nhân viên của bên em sẽ trực tiếp liên hệ cho mình để chốt đơn hàng nha mấy chị nha. Để lại mã hàng và số điện thoại bên em sẽ liên hệ cho mình để chốt đơn hàng nha. Nhớ là chia sẻ like này thì em tặng kèm lượt cho mọi người nữa nha. Rồi mẫu này rất là xinh luôn nè, ai lấy thì chốt giúp em đi ạ. 7007 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Mẫu này rất là xinh luôn, mã là 7007 nha. 7007 em có nâu vàng, nâu sô-cô-la và màu đen. Em có 3 màu cho mọi người lựa chọn, ai thích thì chốt hàng liền giúp em nha. 7007 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Trời ơi, chắc tóc quá tuyệt vời luôn, chắc tóc cực kỳ mềm mượt nha. Thích là chốt hàng liền giúp em. 7007 nâu vàng kèm số điện thoại giúp em hoặc là 7007 sô cô la nha. 250 mẫu này đây ạ. Chị nào thích thì chốt hàng lại tay cho em nha mấy chị nha. 7007 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nè, xinh ghê chưa. Nguyên đầu thẳng dài nha, em quay đằng sau một vòng nữa nha. Chị yêu nào thích mẫu này thì chốt liền giúp em để em lên đơn cho mình nha. 7007 này xong, cái này em sẽ qua mẫu khác nè. Xong mẫu này em sẽ lên mẫu cúp vai cho mọi người xem nha. Rất là xinh luôn, cực kỳ nhiều mẫu đẹp nha. Mấy chị thấy thích mẫu nào thì chốt hàng liền giúp em mẫu đó nha. Bên em sẽ liên hệ cho mình nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu cúp vai nè. Cúp vai là 6104 nha. Chị đang thích cúp vai thì chốt cúp vai cho em nha. 6104 nè. Nhớ là đừng quên chia sẻ like này, em sẽ tặng kèm lược cho mọi người nha. Lược và lưới chùm đầu cho mấy chị yêu nha. Đây bây giờ em sẽ qua cúp vai nè. Ai lấy cúp vai thì chốt cúp vai giúp em nha. Cúp vai là 6104 nha mấy chị yêu nha. Tóc giả này rất là dễ độ luôn á mọi người ơi, cực kỳ dễ độ nha. Chỉ có 250 một bộ này thôi, rất là rẻ luôn. Có ngoặc ngắn á chị Hồng Nguyễn ơi, lát để em cho em chị xem ngoặc ngắn nha.
Cái này em đảm bảo mấy chị luôn là shop em có cửa hàng á. Cửa hàng của em là ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mấy chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé shop em trải nghiệm. Và em lấy shop em ra đảm bảo với mấy chị yêu luôn là hàng siêu đẹp và chất lượng nha. Đặt ở tỉnh thì nhân viên của em sẽ alo và báo ngày nhận luôn cho mọi người ạ. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền tay giúp em 6104 cộng ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. 6104 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em rất là xinh luôn ạ. Hoặc là 6104 sô cô la nha. Em đang sale với giá là 250.000. Chị yêu nào đặt mẫu này thì chốt hàng liền giúp em 6104 cộng màu cộng số điện thoại cho em nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nè. Mẫu này rất là trẻ trung luôn đúng không ạ? Mã của nó là 6104 nha. Rồi ok bạn, xong mẫu này mình cho chị yêu Hồng Nguyễn xem lại ngọm xoăn ngắn nha chị yêu nha. Được rồi, chị chốt hàng luôn giúp em, ngọm là em sale còn 150 nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt nhanh tay giúp em nè. 6104 cộng màu cộng số điện thoại giúp em chỉ có 250 nha. Nguyên đầu cúp vai này rất là xinh luôn nè. Đó, rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cực kỳ trẻ trung nha. Chỉ có 250.000 thôi. Chị nào đặt hàng thì lên mã hàng và số điện thoại giúp em. Đây là ngọm xoăn ngắn nè chị ơi, được thì chốt luôn giúp em nha. Ngọm xoăn ngắn kèm số điện thoại em đang sale còn 150, rất là sang luôn á chị. Một cái ngọm này cực kỳ sang, chỉ có 150 thôi nha. Ai thích ngọm ngắn thì chốt giúp em. Ok chị Nam Liên em chốt cho mình nha. Đây ngọm xoăn ngắn rất là sang luôn nè, chị nào đặt hàng thì chốt giúp em nha. Ngọm xoăn ngắn cộng màu cộng số điện thoại em có 3 màu cho mọi người lựa chọn nha. Rồi tiếp theo em sẽ qua mẫu khác nè. Qua nguyên đầu cúp ngắn nha. Cúp vai xong rồi bây giờ em sẽ qua cúp ngắn nha mọi người nha. Cúp ngắn này bên em mã của nó sẽ là 3030 nha. Chị yêu nào đặt hàng thì chốt nhanh tay giúp em nè. Ok chị Nguyễn Tám em chốt cho chị yêu Nguyễn Tám nha. Đây qua cúp ngắn này rất là xinh nè. Cúp ngắn này mã của nó sẽ là 3030 nha mọi người nha. 3030 cộng ngay số điện thoại giúp em. Thank you chị yêu Thu Trang nha. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. 3030 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Màu em đang đổi là màu nâu vàng nha. Đây. Đây nha, ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha mấy chị ơi. 3030 kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Mẫu này rất là xinh luôn, chốt ngay trên loa luôn giúp em để em tặng kèm lược và lưới chùm cho mình nha. Đây. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha mấy chị. Mẫu này rất là xinh luôn á. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mấy chị yêu nha. Nhanh tay nè, em có nâu vàng, sô-cô-la và màu đen. Mẫu này rất là xinh luôn đúng không ạ? Xong mẫu này rồi lấy để em sẽ qua mẫu khác nha mọi người nha. Hello, xin chào tất cả mấy chị yêu đang theo dõi livestream này của em. Mấy chị yêu ơi, nhớ chia sẻ like này giúp em với nha mấy chị nha. Đặt hàng trên live em sẽ có ưu đãi cho mình hơn nè. Rồi ok chị Hạnh Nguyễn em chốt cho mình nha. Còn ai lấy cúp ngắn này nữa không ạ? Ai lấy cúp ngắn này nữa thì chốt nhanh giúp em nha. 3030 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Ngoạm xoăn ngắn là em có màu đen, nâu vàng và nâu sô-cô-la chị Hồng Nguyễn nha. Rồi ai lấy cúp ngắn thì chốt nhanh tay nè. Không cần em đọc tên nha, chỉ cần để lại mã hàng và số điện thoại thì chắc chắn em đã chốt hàng cho mấy chị rồi nha. Rồi xong mẫu này chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác cho mọi người xem nè. Ai lấy thì chốt hàng liền giúp em. 3030 cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Rồi ok em qua mẫu nha. Ai lấy cúp ngắn thì chốt nhanh cho em đi ạ. Cúp ngắn rất là xinh luôn á. Bây giờ em sẽ qua xoăn ngang lưng màu sô-cô-la nha mấy chị nha. Xoăn ngang lưng sô-cô-la 74 sô-cô-la rất là xinh luôn nè. Ai thích mẫu nào thì chốt hàng liền giúp em để em chốt hàng cho mình nha. Đây 74 xoăn ngang lưng nè. Rồi ok xoăn ngang lưng xong rồi em sẽ qua hai mã nha. Ngang lưng xong em sẽ qua hai mã nha. Đây là 74 sô-cô-la nè. Mẫu này em bán rất là chạy luôn đấy ạ. Cực kỳ hot nha, chị nào thích cái này thì chốt hàng liền giúp em nha. 74 sô-cô-la cộng ngay số điện thoại sẽ chốt hàng cho mình nè. 74 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em sẽ chốt đơn cho mình nha. Nguyên đầu xăng ngang lưng màu này là màu sô-cô-la nha mấy chị nha. 74 xăng ngang lưng sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Mẫu này rất là đẹp luôn nha. Đây, ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em nè. 74 cộng ngay số điện thoại giúp em nha. Đây, rất là xinh luôn nha, ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em nè. 74 cộng ngay số điện thoại giúp em 250.000 nha. Nguyên đầu xăng ngang lưng màu này là màu sô-cô-la nha mấy chị nha. Đó, đẹp ghê chưa. Mẫu này cực kỳ hot luôn á, chỉ có 250 thôi nha. Ai thích thì chốt hàng liền giúp em nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại em phải chốt đơn cho mình nè. Đó, được cái này đi chơi, đi tiệc hay đi du lịch thì rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ?
đi chơi hoặc là đi tiền đi du lịch mấy chị xài mấy cái này rất là xinh luôn á, cực kỳ dễ xài mà em lại xem chỉ còn có 250 thôi. Chứ em nào thích thì chốt liền cho em nha, 74 cộng màu cộng số điện thoại nè. Đó, chốt ngay trên like để được tặng kèm quà nha. Sợi tóc là được làm bằng sợi tơ nhân tạo giống như tóc thiệt của mình 90% nha mấy chị yêu nha. Nếu mấy chị yêu nhận hàng không đẹp như livestream, em sẽ hoàn tiền gấp đôi cho mấy chị. Và shop em có cửa hàng ở ngay địa chỉ 30 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chị yêu nào có thể ghé shop em và trải nghiệm nha, rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Và đảm bảo mấy chị không đẹp em hoàn tiền gấp đôi nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em 74 sô-cô-la là cộng số điện thoại giúp em nè. Chơi mỏng xăng ngắn chị chỉ cần chốt mỏng xăng ngắn kèm số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Nhân viên của em sẽ liên hệ cho mình nha mấy chị yêu ơi. Rồi chuẩn bị em sẽ qua hai mã xăng dài nha. Ai lấy đặt hàng thì chốt nhanh giúp em để em chốt đơn cho mấy chị nha. 74 kèm ngay số điện thoại giúp em nha mấy chị. Bây giờ em sẽ qua tóc hai mã nè. Đây. Đây nha, bây giờ mình sẽ qua xăng hai mã cho mấy bạn xem nha. Hai mã xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Đây, qua tóc hai mái cực kỳ xinh luôn nha mấy bạn yêu nha. Giờ mình sẽ qua nguyên đầu xăng dài hai mái nè. Chỉ cần đặt hàng trên like là sẽ có quà nha mấy bạn. Mình sẽ tặng cho mấy bạn một cái lược với một cái lưới chùm đầu nha. Đây. À, cái này thì chốt liền giúp em nha. Hai mái xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em. Nguyên đầu xăng dài hai mái này rất là sang nha. Đó, rất là sang chảnh luôn nè. Chị nào thích hai mái thì chốt hai mái giúp em nha. Hai mái xăng dài kèm ngay số điện thoại sẽ chốt hàng cho mình nè. Đó, đẹp ghê chưa. Nguyên đầu xăng dài hai mái này rất là sang chảnh nha. Ai thích thì chốt liền giúp em là hai mái xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Hai mái xăng dài kèm ngay số điện thoại nha mấy chị. Rất là xinh luôn đúng không ạ. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng của shop mình ở số 30 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha. Các bạn có thể ghé shop mình ở thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn nha. Rồi hai mái xăng dài này ai đặt hàng thì chốt liền giúp mình đi ạ. Hai mái xăng dài kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Ăn lắm cái chỗ mít dậy. Ăn phòng ngõ luôn. Ai lấy cái này thì chốt giúp em nha. Hai mái xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Đây, rất là xinh luôn. Rồi sau mẫu này mình sẽ qua nguyên đầu xăng ngang vai cho mấy bạn xem nha. Sau mẫu này mình sẽ qua xăng ngang vai cho mấy bạn xem nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp mình. Đây bây giờ mình sẽ qua mẫu khác nè. Mình sẽ lên mẫu qua xăng ngang vai cho mấy bạn xem. Đây. Chị ơi mỏm xăng ngắn chị chỉ cần chốt mỏm xăng ngắn không cần chốt mã nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái này nha. Cái này là nguyên đầu xăng ngang vai rất là xinh luôn. Mã là 1804. Ai đặt hàng thì chốt giúp em là 1804 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Mẫu này rất là xinh luôn. 1804 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Xong mẫu này mình sẽ qua nguyên đầu xù dài nha mấy bạn yêu nha. Đây rất là đẹp luôn nè. Xong mẫu này mình sẽ qua nguyên đầu xù dài nha. Ai lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em nha. 1804 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nè. 250.000 mẫu này nha. Đây tóc cực kỳ mềm mượt luôn. Nếu như mấy bạn mình nhắc lại nha, nhận không đẹp như like mình hoàn tiền gấp đôi nha. Đây chắc tóc siêu bóng mượt luôn. Rảnh da đầu như là tóc thì của mình nha mấy bạn yêu nha. Rồi bạn yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nè. 1804 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu nha. Hàng này em bán số lượng rất là nhiều luôn, ngày nào em cũng đi rất là nhiều đơn. Mấy chị yêu nào đã mua hàng của bên shop em hoặc theo dõi Facebook của em là biết à. Số lượng rất là nhiều và hàng cực kỳ chuẩn nha mấy chị nha, rất là xinh. Chị yêu nào thích thì chốt ngay mã hàng cộng màu cộng số điện thoại. Bên em sẽ liên hệ và chốt đơn hàng cho mình nha. Nguyên đầu xăng ngang vai này rất là xinh luôn, mã của nó là 1804 nha mấy chị nha. Ai đặt hàng thì chốt liền giúp em 1804 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Chắc tóc cực kỳ xinh luôn đúng không ạ. Chỉ có 250.000 thôi nha mọi người nha. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nè. Đó, 1804 cộng màu cộng số điện thoại nha. Em có màu nâu vàng, nâu sô-cô-la nha mấy chị yêu ơi. Rất là xinh luôn, nâu vàng, nâu sô-cô-la nè. Hai màu cho mấy chị lựa chọn nha. Rồi đây là xăng ngắn nhất ở bên mình rồi nha bạn yêu thiên lý nha. Mẫu này là nguyên đầu xăng ngắn nhất ở bên shop mình rồi nha bạn yêu nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em là 1804 kèm ngay số điện thoại cho em nha. Rồi đây này bây giờ em cho mấy chị xem tóc cột nha. Cột đuôi em đang sale còn 100
120 là chị yêu nào thích thì chốt hàng giúp em nha. Cột xăng ngắn cộng số điện thoại giúp em nè, em đang sale còn 120 nha. Ai đặt hàng thì chốt giúp em nè. Cột xăng ngắn cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Em đang sale tốc cột này chỉ còn có 120 nha. 120.000 ai đặt hàng thì chốt giúp em nè. Cột xăng ngắn cộng màu cộng số điện thoại giúp em rất là sang luôn nha. Sử dụng nhiệt độ nóng thoải mái luôn nha các bạn nha. Sử dụng nhiệt độ nóng thoải mái nha. Rồi bạn yêu nào lấy cái này thì chốt liền giúp mình nè. Cột xăng ngắn kèm ngay số điện thoại giúp em sẽ chốt hàng cho mình nha. Cột xăng ngắn cộng số điện thoại giúp em sẽ chốt đơn cho mấy chị nha, mấy chị yêu ơi. Đây. Ai lấy cái này thì chốt liền giúp em nha. Cột xăng ngắn cộng màu cộng số điện thoại giúp em nè. Em đang sale với giá là 120.000 nha. Ai lấy đuôi cột thì chốt giúp em, có 3 màu, màu đen, nâu vàng và nâu sô-cô-la nha mấy chị nha. Cột xăng ngắn kèm số điện thoại nè. Rồi tiếp theo là cột xăng dài nha. Rồi cột xăng dài em đang sale còn 120 luôn nha. Ai lấy cột ngắn hay cột dài thì kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Cột xăng dài sale còn 120 rất là xinh nè. Cột xăng dài kèm số điện thoại giúp em 120.000 nha mọi người nha. Cột xăng dài cộng số điện thoại giúp em nè, 120 rất là xinh luôn nha. Ai thích cột xăng ngắn hay cột xăng dài thì kèm liền số điện thoại giúp em. Em đang sale với giá 120 nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua nguyên đầu xù dài nha. Rồi bạn nào lấy cột thì chốt lẹ tay giúp mình nha mấy bạn yêu ơi. Mình đang sale cực kỳ rẻ luôn á, chỉ còn có 120 thôi nha. Bạn nào thích cái cột thì chốt liền cái cột giúp mình. Rồi bây giờ mình sẽ lên nguyên đầu xù dài nha. Ai lấy nguyên đầu xù dài chốt giúp mình là 34 xù cộng số điện thoại giúp mình nha. 34 xù cộng số điện thoại giúp mình nè. Nguyên đầu xù dài này rất là xinh nha. Nguyên đầu xù dài rồi, ok chị nha. Hồng đợi em chút xíu nha. 34 xù cộng ngay số điện thoại giúp em. Nguyên đầu xù dài màu này là màu nâu vàng nha mấy chị nha. Ai thích xù xù như thế này thì chốt giúp em nè. Đó, chị yêu nào thích mẫu nào thì nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha mọi người nha. Để lại mã hàng và số điện thoại bên em sẽ liên hệ chốt đơn hàng cho mấy chị nha. Rồi mẫu này rất là xinh nè. Mình không có cột xù nha, mình chỉ có ngậm xù thôi nha. Đây 34 nâu vàng kèm liền số điện thoại giúp em nha. 34 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Rất là dễ thương luôn nè. Đó, mẫu này rất là cute nha mấy chị yêu nha. Chị nào thích thì chốt liền cho em nha. Cực kỳ cute luôn, mã của nó là 34 nâu vàng nha mấy chị nha. 34 nâu vàng kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình nè, rất là dễ thương luôn nha. Đây. 34 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em. Em đang sale với giá là 250.000 nha. Đặc biệt là hôm nay trên live em còn tặng kèm được và lưới chùm cho mấy chị nữa nha. Chị nào thích thì chốt ngay trên live để có quà nha mấy chị nha. Xong mẫu này em sẽ qua sang chấm ngực mẫu sô-cô-la cho mọi người xem. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Nhớ là ở lại theo dõi live stream này và chia sẻ live này giúp em nha mọi người nha. 34 xù dài cộng ngay số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình nè. 34 xù dài kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Rất là xinh luôn. Em đang sale chỉ có 250 nha mấy chị đẹp nha. Đây. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nha. Bây giờ em sẽ qua nguyên đầu xăng chấm ngực nha mấy chị yêu nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em. 34 cộng màu cộng số điện thoại nha mọi người nha. 34 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nè. Rồi bây giờ em sẽ qua nguyên đầu xăng chấm ngực màu sô-cô-la. Đây, xăng chấm ngực rất là xinh luôn á. Những cái mẫu xăng chấm ngực bên em bán cực kỳ chạy nha. Không quá dài cũng không quá ngắn, rất là xinh luôn. Đây. 8170 cộng màu cộng số điện thoại sẽ chốt hàng cho mình nha. Đây. Đây, ai lấy mẫu này thì chốt giúp em nè. 8170 sô cô la cộng ngay số điện thoại giúp em nha. Nguyên đầu xăng chấm ngực nha mọi người nha. Không có cột xù ngắn nha chị nha. Đây, ai lấy cái này thì chốt giúp em nè, xinh ghê chưa. 8170 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Mẫu này bên em bán cực kỳ chạy luôn nè. 250 cho mẫu này rất là xinh nha. 8170 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ai xinh ghê chưa. Đó, rất là đẹp luôn nha. 8170 cho mẫu này cực kỳ đẹp nha. 250.000 nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại bên mình sẽ có nhân viên chốt hàng cho mấy bạn nha. Trời ơi, mẫu này cưng quá mấy bạn ơi. Bạn nào không chốt mẫu này rất là uổng nha, rất là cưng luôn đúng không ạ. 250.000 ai đặt hàng thì chốt giúp em nè.
8170 cộng ngay số điện thoại cho em nha. Đặc biệt là mấy chị chốt trên line em còn tặng kèm lược và lưới chùm đầu trị giá là 70.000 cho mấy chị yêu nữa nha. Trời ơi, sao anh đi quấn mẹ. Đây 8170 cộng màu cộng số điện thoại giúp em sẽ chốt hàng cho mình nha. 250 á chị yêu Gia Hăng ơi, chị nào lấy mẫu này thì chốt giúp em xinh lắm luôn đấy hả. Đặc biệt là chia sẻ like là em tặng kèm lược cho mấy chị nữa nha, rất là xinh luôn. 8170 cho mã này nha, 250 nha, 8170 nè, chị nào lấy thì chốt nhanh giúp em nha, em chốt hàng cho mình nha. Buổi sáng giờ em chưa uống sữa luôn hả má. Đây, ai lấy cái này thì chốt hàng giúp em nha. Ăn sớm quá, tối nó đói. Đây, ai lấy cái này thì chốt liền giúp em nha mấy chị nha. 8170 cộng số điện thoại giúp em nè. Ok, chị Lư Hoa nha, em chốt cho chị Lư Hoa nha. Rồi, chị nào lấy mẫu này thì chốt liền giúp em. Và 8170 cộng ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. 8170 cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt luôn cho mấy chị yêu nha. Đây, mẫu này rất là xinh luôn nè. Rồi, ok, em sẽ quay đằng sau cho mọi người xem nha. 8170 cộng màu cộng số điện thoại giúp em 250 nha mấy chị yêu nha. 250.000 ai đặt hàng chốt liền giúp em nha. 8170 cộng ngay số điện thoại nè. Rồi, bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Qua nguyên đầu thẳng dài nha. Qua nguyên đầu thẳng dài nha. Đây em sẽ qua nguyên đầu thẳng dài nè. Ok chị Hồng Nguyễn nha, để lại số điện thoại giúp em nha. Chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại lên chốt đơn cho chị đó nha. 7007 thẳng dài rất là xinh luôn nè. Màu này là màu sô-cô-la 250 nha. 7007 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nè. 250.000 ai đặt hàng thì chốt hàng liền giúp em nha mấy chị nha. 7007 cộng ngay số điện thoại giúp em nè. Đó, đẹp nghe chưa. Ok chị Án Phạm, em chúc chị Án Phạm nha. Đây là nguyên đầu thẳng dài nè, thẳng dài sau em sẽ qua xăm dài nha. Ai lấy mẫu này thì chốt giúp em nè. 7007 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. 7007 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Em sẽ chốt đơn cho mấy chị nha. 250.000 mẫu này rất là xinh nha. 7007 sô-cô-la kèm số điện thoại giúp em nè. 250.000 nha mọi người nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mấy chị nha. Đó. Rồi ai lấy cái này thì chốt liền giúp em nè. 7007 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Đó, xinh ghê chưa. Chắc tóc cực kỳ bóng mượt luôn nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em nè. Ok bạn giả tràng mình chốt cho bạn nha. Rồi bạn yêu nào lấy thì nhanh tay đặt hàng để mình chốt hàng cho mấy bạn nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại giúp mình nè. Đó, xinh ghê chưa. Nhớ là chia sẻ like này là bên mình sẽ tặng kèm lược và lưới chùm trị giá là 70.000 cho mọi người nha. 7007 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nha. Em quay đằng sau một vòng nữa nè. Chị nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. Sau mẫu này em sẽ qua nguyên đầu xanh dài nha. Nãy con ăn gì? Sau mẫu này em sẽ qua nguyên đầu sùng ngắn nha. Rồi chỉ cần để lại mã hàng và số điện thoại là em đã chốt hàng cho mình nha. Đây lên nguyên đầu sùng ngắn nè. Nguyên đầu sùng ngắn này rất là xinh luôn nha. 3057 nè, ai đặt hàng thì chốt giúp em nha. Mấy chị ơi, đảm bảo với mấy chị luôn là hàng siêu đẹp, siêu chất lượng nha. Bên em thì không cho kiểm tra hàng trước nha mấy chị yêu nha. Nhưng nếu mấy chị nhận hàng đẹp, không đẹp như like là bên em sẽ bao đổi trả cho mấy chị luôn nha. Rồi ai lấy cái này thì chốt giúp em nè. Shop em có cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, số 30 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 nha. Nhớ là ghé shop em nha, chị Hồng gắm kèm số điện thoại giúp em nè. Chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé shop em trải nghiệm nha mấy chị ơi. Shop em là ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em với ạ. 3057 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Nguyên đầu sùng ngắn này rất là dễ thương luôn nè, 250.000. Chị yêu nào lấy mẫu này thì chốt liền giúp em. 3057 cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Đây là nguyên đầu sùng ngắn nha mấy chị nha. Xong mẫu này em sẽ lên nguyên đầu xăng dài nha.
Xong mẫu này thì em sẽ lên xoăn dài nha. Ai lấy mẫu này thì chốt giúp em nè. 3057 kèm ngay số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Rồi lên nguyên đầu xoăn dài. Lên nguyên đầu xoăn dài sô-cô-la nha. Hồng gấm ơi, kèm ngay số điện thoại giúp em nha chị yêu nha. Chị nào đặt hàng thì nhớ kèm ngay số điện thoại để được em chốt hàng cho mình nha. Rồi chuẩn bị em sẽ lên xoăn dài nè. 36 xoăn dài, ai đặt hàng thì chốt giúp em nha. 36 xoăn dài kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nè. Đây, 36 xanh dài kèm ngay số điện thoại giúp em sẽ chốt hàng cho mình nha. Nguyên đầu xanh dài này rất là xinh luôn nè. Mã của nó là 36 nha. 36 xanh dài kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Mèo. Rồi em đang đổi là màu sô-cô-la và em có cả màu nâu vàng nữa nha. Mẫu này em có nâu vàng, nâu sô-cô-la và màu đen nha. 36 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em. Rồi chị nào lấy xanh dài này thì chốt liền giúp em nha. 36 sô-cô-la cộng ngay số điện thoại nè. Xanh dài này rất là thùy mị luôn ạ. Cuộc lên đổi lên cực kỳ xinh nha. Cực kỳ thùy mị luôn. Mã của nó là 36 nha mấy chị nha. 36 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nè. Đó, xinh ghê chưa? Đặc biệt là tóc giả bên em ấy, chị có thể dùng được nhiệt độ nóng luôn nha. Bấm kéo uống duỗi thoải mái luôn nha mấy chị đẹp nha. Rồi 36 sô-cô-la chốt ngay mã này giúp em nha mấy chị ơi. Em đang sale còn 250.000 nha. 36 sô-cô-la cộng ngay số điện thoại giúp em nè. 36 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nha. 250.000 cho mã này rất là xinh nha. 36 sô-cô-la nè. Rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nha. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. 36 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nha mọi người nha. Nguyên đầu xanh dài này cực kỳ xinh luôn. Rồi sau mẫu này em sẽ qua nguyên đầu xanh dài nhất luôn nha. Màu nâu vàng nha. Rồi ai lấy 36 xanh dài này thì chốt giúp em nha. Lát nữa em sẽ lên ngắn hơn nha. Đợi em chút xíu nha. Bây giờ em sẽ lên xanh dài nhất cái đã nè. Xanh dài nhất là 38 xanh dài nhất nha. Xăn dài nhất mã của nó là 38 xăn dài. Ai đặt hàng thì chốt giúp em nha. 38 xăn dài nè. Em có nâu vàng với nâu sô-cô-la nha. Sale 250 nè. Ai đặt hàng thì chốt giúp em nha. Sale 250.000 nha. 38 cộng ngay số điện thoại giúp em nè. Đây, 38 cộng ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Đây, cái đầu xanh dài này rất là xinh nha. Đây, 38 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Nguyên đầu xanh dài 38 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. 250 nha, mẫu này xinh ghê chưa. Có chị ơi, có tóc cột xanh dài nha chị Hằng Kelly nha. Cột xanh dài em đang sale còn 120 chị yêu nha. Chị lấy thì chốt giúp em nè. Cột xanh dài kèm số điện thoại em đang sale còn 120 nha. Rồi ai lấy gì thì chốt nhanh tay để được em chốt hàng cho mình nha. Cột xăng dài em đang sale còn 120 nha chị yêu nha. Rồi ai lấy 36, 38 xăng dài này thì chốt giúp em nè. Mẫu này xinh quá đúng không mấy chị? Đi chơi hay đi tiệm mấy chị đổi mẫu này rất là xinh nha. Sale đồng giá 250.000, 38 cộng ngay số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu nha. Không cần em đọc tên em vẫn chốt hết đơn không sót chị yêu nào nha. Chỉ cần để lại mã hàng và số điện thoại là em sẽ chốt hàng cho mấy chị nha. 38 xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em. Ai lấy mẫu này thì chốt nhanh cho em nha. 38 xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Rồi ai lấy tóc cột thì chốt liền giúp em nè. Em cho mấy chị xem tóc cột nha. Cột em đang xem chỉ còn có 120 thôi. Chị nào lấy cột thì chốt giúp em nha. Không có hai, có hai máy xăng dài thôi nha. Không có hai máy xăng ngắn nha. Ai lấy cột xăng dài thì chốt giúp em nè. Cột xăng dài đang sale còn 120 nha. Cột xăng dài cộng màu cộng số điện thoại giúp em nè. Cột em đang sale còn 120 nha. Rồi đây bây giờ em sẽ lên mỏm xăng dài nha. Ai lấy mỏm xăng dài thì chốt mỏm là 150 nha mấy chị. Cột là 120, mỏm 150 nha. Đây, mỏm xăng dài nè, mỏm xăng dài em đang sale còn 150 nha. Ai lấy thì chốt giúp em là mỏm xăng dài kèm ngay số điện thoại giúp em. Mỏm xăng dài em đang sale còn 150 nha. Ai đặt hàng thì chốt giúp em nha. Mỏm xăng dài cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nè. Mỏm xăng dài cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Em đang sale còn 150.000 nha mấy chị nha. Có mỏm thẳng luôn nha.
Có ngậm thẳng nha. Đây ngậm thẳng đây, màu sô cô la đây nha, mình lấy màu sô cô la giúp em nha. Ngậm thẳng dài đây là cũng 150 luôn nha. Ok chị Nguyễn Ngọc Lan anh em chốt cho chị yêu nha. Ngậm thẳng này cũng là 150 nha. Ai lấy ngậm xanh dài hay ngậm thẳng thì chốt giúp em nha. Ok chị Gia Bảo Trang em chốt cho chị nè. Ai lấy ngậm xanh dài chốt giúp em hoặc ngậm thẳng dài nha. Em đang sale là còn 150 mấy chị yêu ơi. Chỉ cần để lại số điện thoại là bên em sẽ liên hệ cho mình để chốt đơn hàng nha. Rồi tiếp theo là ngậm xanh ngắn nè. Đó, ngậm xanh ngắn sang ghê chưa mấy chị, em cũng sale còn 150 nha. Ngậm xanh ngắn cộng màu cộng số điện thoại giúp em. Màu em đang xài là màu sô-cô-la nha. Em còn có nâu vàng, sô-cô-la và màu đen. Có 3 màu cho mọi người lựa chọn nha. Rồi ai lấy ngậm xanh ngắn này thì chốt giúp em nè. Ngậm xanh ngắn cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình nha. Trời ơi sang quá mấy chị ơi, cái ngậm này quá sang đúng không ạ? Đó, chị yêu nào thích thì chốt hàng liền giúp em nha. Rất là sang luôn á, 150.000 nha. Ngậm xanh ngắn cộng màu cộng số điện thoại giúp em. Ngậm thẳng đó là dài 65cm cho bạn Hồng Nhung nha. Ngậm thẳng đó là của Sắm Minh, dài 65cm cho bạn yêu nha. Rồi ai lấy ngậm nào thì chốt liền giúp mình ngậm đó nha. Đây bây giờ mình sẽ lên mẫu khác nè. Đây chị nào hỏi là muốn đổi, muốn xem cái mẫu xăng ngắn hơn. Đây bây giờ em sẽ lên xăng ngắn hơn cho mọi người xem nè. Xăng ngắn hơn đúng không ạ? 8170 nâu vàng nha. Có mình chỉ có ngậm màu sô-cô-la, nâu vàng và màu đen nha bạn ơi. Đen tự nhiên nha bạn, như ruby lê nha. Mình có màu nâu đen tự nhiên nha. Đen tự nhiên nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đổi mẫu này nha, là 8170 nâu vàng nè. 8170 nâu vàng cho bạn nào thích thì chốt hàng liền giúp mình nha. 8170 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp mình. Rồi ok chị Hồng Nguyễn nha. Mẫu này rất là xinh luôn nè. 8170 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp mình nha, mình sẽ chốt hàng cho mấy bạn nha. Có nha bạn, có nguyên đồng màu đen nha. Mẫu mình đang được có màu đen luôn nha. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp mình nè. 8170 cộng ngay số điện thoại giúp em nè. Đây. Đó, xinh ghê chưa, 250 nha. Rồi bạn yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp mình. Nguyên đầu xăng chấm ngực nè. 8170 cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mấy chị nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em đi mấy chị ơi. 8170 nâu vàng kèm ngay số điện thoại nha. Mẫu này rất là xinh luôn, em sale còn 250 cho mấy chị đẹp nha. Đó, chế nào mà thích ngắn nè thì chốt mẫu này nha. Không quá dài cũng không quá ngắn, rất là xinh luôn nha mấy chị đẹp nha. 250.000, 8170 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại liền giúp em đi ạ. Đây, tất nhiên là chất tóc cực kỳ mềm mượt, các bạn có thể chải thoải mái nha mấy bạn nha. Ok bạn Phú Trọng, mình chốt cho bạn yêu Phú Trọng nha. Rồi bạn nào lấy cái này nữa thì chốt hàng nhanh tay giúp mình nha. 8170 kèm ngay số điện thoại mình sẽ chốt hàng cho mấy bạn nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại giúp em nè. Đó, xinh ghê chưa. Xoăn chấm ngực mẫu này cực kỳ xinh nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại là mình sẽ lên đơn cho mấy bạn nha. Rồi chuẩn bị mình sẽ qua mẫu khác nha mấy bạn yêu ơi. Ai lấy mẫu này thì chốt hàng liền cho mình nha. Rất là xinh luôn á. Mình có cả màu sô-cô-la cho mấy bạn lựa chọn nữa nha. Bạn nào thích màu tối hơn thì mấy bạn có thể lấy màu sô-cô-la nha. Rồi bây giờ mình lên tóc cúp ngắn nha. Lên cúp ngắn nha, 3030 nha. Chị yêu nào đặt hàng thì chốt nhanh tay giúp em với ạ. Đặc biệt là trên like em còn tặng kèm lược cho mọi người nữa nha. Rồi mùa xuân ơi, kèm số điện thoại giúp em chị yêu mùa xuân nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu 3030 cho chị yêu xem nè. Chị nào đặt hàng thì chốt nhanh cho em nha. Ok chị Quỳnh Giao nha. Mấy chị nhớ để ý số điện thoại giúp em là có đúng hay chưa nha mấy chị. Nhiều khi mình cho sai số điện thoại nha. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt giúp em nè. 3030 cộng ngay số điện thoại giúp em. Đó, rất là xinh luôn. Ok chị Nhã Hồng, em chúc cho chị Nhã Hồng nha. Rồi 3030 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Nói mà cái xương nó đông, nó lụm, nó cuốn họng. Ai lấy cái này thì chốt liền giúp em nha. Thank you chị yêu Hồng Nhung nè. Rồi
Rồi chị nào lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em nha mấy chị ơi, 3030 cộng ngay số điện thoại nha. Ok chị yêu Nguyễn 7 em chốt cho mình nè. Rồi chị nào lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em phải không? 3030 cộng màu cộng số điện thoại chị chốt hàng cho mình nha. Em đang xem chị còn có 250 thôi nè. Đó, màu này chị thấy sao rất là cưng luôn nha mấy chị yêu nha. Ai đặt mẫu này thì chốt liền giúp em nha. Tóc kẹp thì mấy chị inbox vào Facebook giúp em nha. Trên live thì em không có cho mấy chị xem tóc kẹp được nha. Đây ở đằng sau cũng hoàn toàn bình thường nha chị yêu nha. Hoàn toàn bình thường nha chị. Không có lộ nha, rất là tự nhiên. 250 nha, 3030 kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Chị nào đặt hàng thì chốt ngay trên live luôn nha. Để có quà nha mấy chị yêu nha. Rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nha mấy chị ơi. Chị nào đặt hàng thì chốt nhanh tay giúp em nha. 3030 cộng màu cộng số điện thoại em sẽ lên đơn cho mình nha. Sale đồng giá 250 một bộ này rất là tuyệt vời luôn nha mấy chị yêu nha. Và em sẽ qua mẫu khác nè. Đây bây giờ em sẽ qua tóc thứ ba nha. Dạ chàng ơi, tóc dài gì đây bạn? Đây 6104 cúp vai này rất là đẹp luôn nè. Ai đặt hàng thì chốt giúp em nha. 6104 nè. Rồi ok chị Yến Vương nha. Đây em cho chị xem mỏng xăng ngang vai nè. Chị lấy thì chốt giúp em nha. Mỏng xăng ngắn kèm ngay số điện thoại giúp em thì chốt hàng cho mình nè. Đó, mỏng ngắn sang kia chưa chị 150 thôi mà rất là sang nha. Chị yêu nào lấy mỏng xăng ngắn thì chốt giúp em nha. Ngọng ngắn này cực kỳ sang luôn nha mấy chị ơi, em đang xem 150 nha. Ngọng xăng ngắn kèm ngay số điện thoại giúp em nè. Ai lấy ngọng xăng ngắn thì chốt giúp em nha. Đây rất là xinh luôn. Ngọng xăng ngắn cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Em đang sale còn 150.000 nha mấy chị yêu ơi. Bạn Nhã Phương Đinh ơi, bạn muốn xem búi hoa hay là búi tròn đây bạn ơi? Muốn xem cái gì thì báo mình cho mấy bạn xem nha. Rồi ai lấy cái này thì chốt giúp mình là 6104. Trời ơi, 8170, 60 tuổi vẫn độ được nha chị yêu nha. Mẫu đó rất là đẹp luôn á chị yêu ơi. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt giúp em nè. Xoang chấm ngực rất là sang nha mọi người nha. Đây ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em nè. Đó ai cái này thì chốt liền giúp em nha. Mẫu này rất là xinh luôn á mấy chị yêu ơi. 6104 kèm ngay số điện thoại giúp em 250 nha. Mã hàng cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mấy chị yêu nha. Đây đẹp ghê chưa, 250 nha mọi người ơi, rất là xinh nha. 250.000 ai đặt mẫu này thì chốt giúp em. Ok chị nha. Tóc highlight hiện tại mình đang hết hàng rồi bạn ơi, mình hết hàng tóc highlight rồi nha. Rồi bạn nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp mình nè. 6104 kèm ngay số điện thoại mình sẽ chốt hàng cho mấy bạn nha. 6104 cộng màu cộng số điện thoại mình sẽ lên đơn cho mấy bạn nè. Mình đang sale còn 250 nha. Rất là trẻ trung cho mẫu này luôn. Đây nha, ai lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em nha mấy chị ơi. 6104 kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Đặt trên like là em còn tặng kèm lược và lưới chùm đầu trị giá là 70.000 nữa nha mọi người nha. Đây. Rồi xong mẫu này em qua luôn xăng ngắn nha. Ai lấy cúp ngắn này thì chốt giúp em là 6104 nè. Chị nào để lại mã hàng và số điện thoại thì bên em mới chốt hàng được cho mình nha. Nhớ là để lại số điện thoại cho em nha mấy chị ơi, bên em sẽ liên hệ cho mình để chốt hàng nha. Có nha bạn Hảo My ơi, 6104 mình có nâu sô-cô-la đó bạn yêu nha. Bạn chốt thì chốt sô-cô-la giúp mình. Bây giờ mình sẽ qua xăng ngang vai nè. Xăng ngang vai này mã là 1804 nha. Bạn yêu nào đặt thì chốt giúp mình là 1804 nha các bạn nha. 1804 cộng màu cộng số điện thoại giúp mình nè. Rồi bạn yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp em nha. 1804 kèm màu kèm số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mấy chị nè. 250 nha. Đó, xinh ghê chưa. Mã của nó là 1804 nha. Chị yêu nào lấy thì chốt nhanh giúp em nè. Ok chị Nguyễn Ánh em chốt cho chị nha. Đây xăng ngang vai xinh ghê chưa mấy chị. Rất là sang chảnh luôn nha. Hơi bị sang chảnh nè. Chị yêu nào thích thì chốt hàng liền giúp em nha. 1804 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nè. 1804 nha.
Đây rất là xinh luôn. 1804 cộng 1 cộng số điện thoại, em sẽ chốt hàng cho mình nha mấy chị yêu nha. Cho anh Tây để lại mã hàng của số điện thoại cho em nè. Em chỉ có mộng xăng ngắn thôi chứ không có mộng thẳng ngắn nha mọi người nha. Đó. Đẹp ghê chưa. Rồi ai lấy mẫu này thì chốt liền giúp em để em chốt hàng cho mình luôn nha mọi người nha. Chốt nhanh tay giúp em nha mấy chị yêu ơi. 1804 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Ok chị Nga Huỳnh em chốt với chị 6104 nha chị yêu nha. Trời tóc giả này đảm bảo mấy chị luôn là hàng tơ cao cấp á. Mấy chị có thể dùng được nhiệt độ nóng là bấm kéo uống duỗi thoải mái luôn nha. Xài y chang là tóc thì của mình luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi chị nào lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em nè. Ok chị Ngọc Bích Nguyễn nha. Xong cái này em sẽ qua xoăn dài màu đen nha mấy chị. Xong mẫu này em sẽ lên xoăn dài màu đen nha. Ai lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em nè. 1804 kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Đây xoăn dài màu đen. Đây bây giờ em sẽ qua xoăn dài đen nha. 36 xoăn dài màu đen nha. Rồi lát rồi chị Yến Vương đợi em chút xíu em sẽ cho chị xem mộng xăng dài nha. Xong bộ này em cho chị xem mộng xăng dài. Rồi ai lấy mộng này thì chốt giúp em nè. Đây rất là xinh luôn nha. 36 đen kèm số điện thoại giúp em. Nguyên đầu xăng dài màu đen là rất là xinh nha. 36 đen cộng màu cộng số điện thoại thì chốt hàng cho mình nè. 36 đen nha. Đây bạn nào muốn thích mẫu xăng dài màu đen thì chốt cho mình nha. 250 nè, 36 đen kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Ok chị Ngọc Thanh Thảo, em chốt cho chị Ngọc Thanh Thảo nha. Rồi chị nào lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em nè. 36 đen cộng ngay số điện thoại giúp em nha. 36 đen kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Nguyên đầu xăng dài màu đen rất là xinh luôn đúng không ạ. 250 nha, 36 đen cộng ngay số điện thoại giúp em. Rồi sau mẫu này rồi chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nha. Qua ngậm xăng dài nha. 36 màu đen xăng dài rất là xinh luôn. Rồi các bạn sẽ qua ngậm nha. Ai đặt hàng chốt nhanh nhanh tay nha mấy bạn yêu nha. Không cần mình đọc tên mình vẫn chốt hết đơn cho mấy bạn, không sót bạn nào nha. Chỉ cần để lại mã hàng và số điện thoại là mình sẽ chốt đơn cho mấy bạn nè. Rồi bây giờ mình sẽ qua ngậm xăng dài nha. Ngậm xăng dài đen kèm số điện thoại giúp em nè. Ngọc xanh dài màu đen kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu nha. 150 rất là xinh luôn nè. Ai thích ngọc xanh dài chốt giúp em nha. Ngọc xanh dài cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mấy chị nha. Không sót chị nào hết nha. Đó rất là xinh luôn nè. Ngọc xanh dài kèm ngay số điện thoại cho em nha. Ok chị Yến Hương nè. Đây ngọc xanh dài rất là xinh luôn nè. Đó 150 nha. Ai lấy thì chốt giúp em nha. Ngậm xăng dài cộng màu cộng số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha mấy chị yêu nha. Rồi chuẩn bị mình sẽ qua mẫu khác nha. Ai đặt hàng thì chốt nhanh giúp mình nha mấy bạn yêu nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua nguyên đầu khác cho mấy bạn yêu xem. 74 sô-cô-la nha. Màu 74 sô-cô-la này bên mình bán rất là chạy luôn. Mấy bạn yêu nào lấy thì chốt hàng nhanh tay giúp mình nha. Chốt ngay trên line này, đây là buổi hoa nha. Búi hoa mình đang sale còn 130. Ok chị Nga Lương nè, ok chị Nga Huỳnh em chốt cho mọi người nha. Búi hoa này em đang sale còn 130 nha. Ai lấy búi hoa thì chốt búi hoa giúp em, đẹp lắm luôn đó mấy chị ơi. Một cái búi hoa này rất là xinh, em đang sale 130 nha. Búi hoa cộng màu cộng số điện thoại giúp em nè. 130.000 ai đặt hàng thì chốt cho em nha. Búi hoa cộng màu cộng số điện thoại giúp em. Rồi bây giờ em sẽ qua 74 nha. Trời búi hoa đẹp quá mấy chị ơi, không chốt búi hoa rất là uổng luôn đấy ạ. Rồi 74 sô-cô-la ai gặp hàng chốt giúp em nè. Xăng ngang lưng 74 sô-cô-la nha. Em còn có màu nâu vàng nha mấy chị, có 2-3 màu cho mọi người lựa chọn nha. 74 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nè. 74 cộng ngay số điện thoại giúp em nha. Trời ơi màu 74 này rất là xinh luôn đấy ạ. Tất cả các mẫu nguyên đầu bên em đều có rảnh da đầu y chang là tóc thiệt của mình luôn nha mấy chị yêu nha. Mấy chị tha hồ thắt bính tạo kiểu thoải mái luôn nha. Rồi 74 sô-cô-la cộng ngay số điện thoại giúp em nè. Đó đẹp ghê chưa, rất là xinh luôn.
250.000 nha. Tóc giả này mấy bạn tha hồ thắt bính tạo kiểu vén tay thoải mái nha. Sử dụng như là tóc thì của mình vậy nha mấy bạn yêu nha. 74 sô-cô-la kèm ngay số điện thoại giúp em nè. 74 sô-cô-la cộng ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha mấy bạn yêu nha. Mẫu này cực kỳ xinh luôn, mình đang sale còn 250 nha. Ai đặt hàng thì chốt nhanh tay để được mình chốt hàng cho mấy bạn yêu nha. Chốt ngay trên like luôn để mình chốt hàng cho mấy bạn nha. Mình còn tặng kèm lược và lưới chùm nữa nè. Bạn yêu nào muốn xem gì cứ comment giúp mình nha. Bạn nào muốn xem gì lấy gì thì nhanh tay comment giúp mình để mình chốt hàng cho mấy bạn nha mấy bạn yêu ơi. Đây 74 nè. Đây 74 này rất là xinh nha. Ai thích thì chốt hàng liền giúp em nha. 74 cộng ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên tóc khác nè. Đây bây giờ mình sẽ lên 7007 nâu vàng nha. Bạn nào đặt hàng thì chốt nhanh tay cho mình nha mấy bạn yêu ơi. 7007 nâu vàng, mình có nâu vàng, sô-cô-la và màu đen nha. Có 3 màu cho mấy bạn yêu lựa chọn nha. Bạn yêu nào đặt hàng thì chốt lại tay cho mình nha. Đây 74 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp mình nè. Đây chất tóc cực kỳ bóng mượt luôn nha. Bạn yêu nào lấy mẫu này thì chốt hàng liền giúp mình. 7007 nâu vàng kèm ngay số điện thoại giúp em nha. Chị nào để lại mã hàng và số điện thoại là em đã chốt hàng cho mình rồi nha. Đây. Đây, ai lấy cái này thì chốt hàng liền giúp em nha. 7007 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Đó, đẹp ghê chưa? Rất là thước tha thùy mị luôn nha. Em đang sale còn 250 nha. Dạ. Đây 7007 kèm ngay số điện thoại giúp em nha. 250.000 nè. Các chị ơi, chị nào đặt hàng thì chốt nhanh tay giúp em để em lên đơn cho mình luôn nha mọi người nha. Lên đơn ngay trên livestream luôn nha mấy chị ơi, rất là xinh luôn đúng không ạ? Em còn tặng kèm lược và lưới chùm đầu cho mọi người nữa nha. Em không có tóc mái xéo rồi, em chỉ có tóc mái thẳng thôi nha mọi người ơi. Đó, xinh ghê chưa? 7007 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. Nguyên đầu thẳng dài này rất là xinh luôn nè. Đó, tuyệt vời ghê chưa. Có rảnh da đầu y chang là tóc thiệt của mình luôn á. Chị yêu nào thích thì để lại ngay số điện thoại giúp em nha. Ok, chị Châu Nguyễn, em chốt với chị Châu Nguyễn nha. Em còn có màu sô-cô-la nữa. Chị nào thích màu tối hơn thì em lấy màu sô-cô-la nha. Chị nào thích màu tối hơn thì em sẽ chọn màu sô-cô-la nha mấy chị nha. 7007 kèm ngay số điện thoại em sẽ chốt hàng cho mình nha. 250.000. Rất là đẹp luôn. Rồi bạn nào đặt hàng thì chốt nhanh tay cho mình nha mấy bạn yêu ơi. Tại vì mình cũng sắp kết thúc livestream rồi á. Nhanh tay để lại mã hàng và số điện thoại để được mình chốt hàng cho mấy bạn nha. 7007 nha. Rồi bạn nào mà đặt hàng thì lát nữa nhân viên shop mình sẽ trực tiếp liên hệ cho mấy bạn để chốt đơn hàng nha. Nhớ để ý điện thoại để nghe máy giúp mình nha mấy bạn yêu nha. Bye bye.